Sabalala. Chị em mình cùng dâng lời cầu nguyện nhé. Ô Chúa Giêsu ơi, con yêu mến Ngài bởi vì Ngài đã yêu mến chúng con trước. Cảm ơn Chúa. Ngài, tình yêu của Ngài đã dành trọn cho chúng con qua sự của Ngài, qua sự chết đòn của Ngài và sự sống lại đắc thắng của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa nhiều lắm. Nếu không có Chúa, chúng con không làm gì được cả. Được, chúng con được mặc lấy Ngài, đó là phần phúc lớn lao. Giờ cầu nguyện này, chúng con có được hiện diện của Chúa ở với chúng con. Thật là tuyệt vời thay. Chúng con cùng với Linh để ca ngợi tình yêu của Ngài dành cho chúng con, ca ngợi tình thiên thượng đã dành cho chúng con trong Chúa Giêsu. Con cảm tạ ngợi khen Cha. Amen. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài thương con. Con tạ ơn Chúa vì được sống trong Ngài. Được sống trong Ngài. Cuộc đời con luôn thỏa vui. Cho dù năm tháng dòng đời vẫn luôn trôi. Cho dù bão tố dòng đời vẫn bay phủ con. Nhưng lòng con dẫn con lên trên mỗi tay Ngài dẫn tìm con đi. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài thật chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được sống trong Ngài, tôi chờ con luôn thỏa vui. Cho dù năm tháng dòng đời vẫn luôn trôi qua, cho dù bão tố dòng đời vẫn vây phủ con. Nhưng lòng con biết rằng Ngài luôn đến cùng trên mỗi bước đường, tay Ngài đã dìu con đi. Ôi Chúa Giêsu ơi, con yêu mến Ngài, Ngài chăm sóc đời sống của chúng con, từng giây phút, hơi thở của chúng con là của Ngài, trái tim của chúng con đập theo nhịp đập của Ngài. Chúng con sống được là bởi nhờ sự sống của Ngài. Có Ngài, chúng con được vui thỏa. Có Ngài, làm thỏa mãn cuộc đời của chúng con. Cuộc đời của chúng con bước đi theo Ngài tới cùng. Chúng con được có một đức tính trung tín là bởi vì nhờ tình thương của Ngài, ân điển của Ngài cho chúng con. Cho dù chúng con bước đi trong năm tháng cuộc đời của chúng con sống thân xác này, nhưng và tâm tưởng của chúng con đang hướng về con cảm tạ Chúa. Tay của Chúa đang dắt dìu chúng con đi. Chúng con được ở trong Ngài. Ngài ôm xít con. Con cảm tạ ngợi khen Cha. Amen. Amen.
Ngợi danh Jehovah trên đường mấy trời, lời dân đều ta Thiên Chúa ba ngôi, lời dân đều ba người dân chi thân trên từng mây người dân châu và đơn chi cao dân châu và bình chiều mưa đừng từ sông chúa chiều soi rằng ngờ huy vì họ trên nơi trời chiều vinh thay chúa chi cao công minh bác ái thân quyền trời trời cao người dân gieo ca trên tầng mây trời gieo ca trên chúa ba ngôi người dân gieo ca vinh chiều mưa đời trừ sáng chúa chiếu soi rạng ngời người dân đứng chi thân trên từng mây người dân theo ba thân chi cao người dân theo ba bên siêu mưa trừ san chúa chúa soi rạng ngời vì họ tin ngôi trời chịu biết chúa chi cao bình bác ai thần quyền linh trời trời cao người dân gieo ba trên từng mây trời người dân gieo ba trên chúa ngồi người dân gieo ba bên chiều mưa đời sự sáng chiều nói rằng người người dân đứng chi cao trên ngàn người dân gieo ba đứng chiều người dân gieo ba bên dịp mùa đời sự sáng nói rằng vì họ trên ngôi trời được vinh thay chúa chi cao công minh bác ái thần bình chúa dân chúa là trời trời cao quý Chúa Giêsu ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa là con của Đức Chúa Cha hằng sống. Chúa đã được nhận chìm trong nước và quyền năng của Chúa Thánh Thần, chính Đức Thánh Linh của Ngài đổ xuống trên Chúa. Chúa được và tấn phong và bầu trời xé ra. Tiếng Chúa Cha phán: đây là con yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ngày hôm nay Cha đã sinh cho con. Chúa Giêsu, chúng con được ở trong Ngài, được Chúa Cha sinh lại. Chúng con, từng anh chị em của chúng con sinh lại, được tiếng của Chúa Cha phán với chúng con hàng ngày hàng giờ, và chúng con được vâng nghe theo lời của Ngài. Thánh Linh bao phủ lấy chúng con, đặt ngôi Thiên Chúa ở trong chúng con. Ba thân vị Ngài chăm một người mới lại như chúng con. Ôi thật là một niềm cao cả. Chính ba thân vị này Ngài sẽ làm cho chúng con từ ngày đầu tiên được sinh lại cho tới ngày gặp gỡ Giêsu. Chúng con được tươi mới, chúng con được trưởng thành, chúng con được là một người lớn mạnh trong này, bởi vì nuôi dạy chúng con bằng tình yêu, bằng sức mới, bằng nước, bằng lời hằng sống của Ngài, bằng sự sáng của Ngài, để tấm lòng của chúng con đã được chọn về Ngài. Chúa sử dụng môi miệng của chúng con, Chúa tay chúng con ra đi. Chúa Giêsu làm gì thì chúng con cũng làm theo.
chúng tính của Chúa Giêsu, bởi vì chúng con đã nhận được Chúa Giêsu làm Chúa cuộc đời của chúng con. Tính của Cha trên trời được tình yêu của Đức Thánh Linh đầy trọn trong lòng của chúng con, để mỗi ngày là đây là một quá trình để chúng con được biến đổi. Chúng con thật là hạnh phúc thay, chúng con nhận được ân điển này. Chúng con cảm ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa yêu Ngài hơn yêu và con thế giới kia là gì? Chúa hiền yêu cha lòng sẽ không bao giờ để mất nhau, sẽ không bao giờ tình yêu cha lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương xót cứu chúa thật sâu hơn biển hồ, và ân điển quý cha bao la hơn cả thiên đàng, sẽ không bao giờ để mất nhà, sẽ không bao giờ xa liền ai. Chúa yêu con người kia là chi? Chúa yêu cha sẽ không bao giờ để đêm mất nhà, sẽ không bao giờ xa rời. Tình yêu cha lớn lao hơn lòng thương xót cứu chúa không sâu hơn biển hồ, và ân quý ta giao bao la sẽ không bao giờ xa. Ôi Chúa ơi, anh chị em con cầu nguyện người lãnh chức vụ ở trong chức vụ tiên tri, chức vụ đại giảng, mục sư, giáo sư, và Chúa ơi, cầu nguyện người này đã được Chúa, chúng con cầu nguyện cho họ được tấm lòng của Ngài, lấy tấm lòng của Ngài, lấy một đức tính thánh để lãnh đạo Ngài, lấy sự công bình của Ngài để lãnh đạo dân Ngài. Chúa ơi, xin cho kết với Chúa được hiểu ý Chúa, lời như ý của Chúa, lấy được hiểu điều mà khi giây phút cầu nguyện, khi những dân của Chúa họ đến gặp riêng với Chúa để họ nhận biết được Chúa đang gì. Thực hiện những điều để lãnh con. Chúa ơi, xin Chúa thức tỉnh họ, và ngay chính chúng con, Chúa cũng đang tôi luyện từng anh chị em của chúng con là những người có những chức vụ mà để làm theo những công việc của chức vụ, là chức vụ để mà đánh bóng tên tuổi, những thứ đó để đưa chúng con vào hồ lửa mà thôi. Nhưng ở đây, sự sức dầu của Ngài dành cho chúng con để chúng con thi hành thánh ý của Ngài, ý muốn của Ngài, để lòng thương xót của Ngài đã chảy đến với chúng con,
cứu chúng con thì cũng dòng suối chảy lòng thương xót của Ngài đó qua chúng con để cứu được dân Ngài. Chúa ơi, chúng con dâng buổi cầu nguyện này lên cho Chúa. Xin anh chị em cùng nhau cầu nguyện. Amen. 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 Ôi, thế là Chúa đã trợ con, trời ơi, cảm Ngài rất nhiều vì vì những gì mà Ngài ban cho tất cả anh chị em con. Cảm Ngài rất nhiều vì Ngài hướng dẫn chúng con mỗi ngày xa. Ôi, Ngài dẫn dắt chúng con, Ngài dạy bảo chúng con, Ngài cho chúng con biết về những sự dạy dỗ tuyệt vời của Ngài, những cái lẽ thật của Ngài, những cái điều công bình của Ngài, những điều thánh khiết của Ngài. Ôi, những điều mà yêu thương nhịn nhục của Ngài cha. Ôi, cảm Ngài rất nhiều cha ơi. Ôi, Ngài đã thương xót chúng con, Ngài đã chờ đợi chúng con cha. Ôi, để chúng con ngày càng trở nên trưởng thành hơn, để chúng con ngày càng trở nên giống Ngài hơn. Ngài chờ đợi chúng con để cho ban cho con những sự vinh hiển của Ngài cha. Ôi, cảm Ngài rất nhiều Chúa con ơi. Ôi, Ngài thật thương xót chúng con. Ngài đã ở cùng chúng con, ở cùng mọi anh chị em con, dù trong cái hoàn cảnh nào, ô cha, ô Ngài vẫn ở cùng chúng con. Ô, khi mà chúng con kêu cầu Ngài, khi mà chúng con ô đến với Ngài để nương dựa vào Ngài cha, thì Ngài đều giúp đỡ chúng con, Ngài thương xót chúng con. Vì ô Ngài cũng biết rằng ô chúng con, Ngài đã từng ở trong xác thịt của chúng con, Ngài biết sự yếu đuối của chúng con, Ngài biết được cái sự khó khăn của chúng con, Ngài biết được cái nỗi những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của chúng con cha. Ô, Ngài biết thấy tất cả và Ngài đến, Ngài hướng dẫn chúng con, Ngài giúp sức chúng con, Ngài chỉ bảo chúng con từng ly từng tí một cha. Ô, cảm Ngài rất nhiều Chúa con ơi. Ô, hôm nay con cầu nguyện cho tất cả những người đã dạy dỗ chúng con, tất cả những vị mục sư, tất cả những lãnh đạo cha. Ô, con cảm Ngài rất nhiều vì Ngài đã hướng dẫn tất cả những con người đó cha ơi. Ngài đã chọn họ để cho họ Ngài giao, Ngài tin tưởng họ để giao phó những cái người con mới sinh của Ngài, những người con chưa biết, chưa hiểu rõ về Ngài, giao phó cho những người con của Ngài, những lãnh đạo mà Ngài đã hướng dẫn họ, Ngài đã dạy bảo họ, để họ cũng hướng dẫn chúng con, để họ cũng dạy bảo chúng con, để chúng con cũng trưởng thành và chúng con ngày càng giống Chúa nhiều hơn, để đi ra chúng con cũng đem nhiều người, đem nhiều dân tộc về với Ngài, để cũng hướng dẫn họ, để họ nhìn biết Ngài, để họ hiểu về Ngài, để họ đến cùng Ngài mà ô mà làm tất cả mọi việc về vì Ngài cha. Ô, cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Ô, con xin Ngài hãy ban phước cho những vị lãnh đạo cha ơi, những người đã hướng dẫn chúng con. Ôi, ba mẹ chúng con, những vị mục sư của chúng con, những người đã giảng dạy chúng con trong lớp học Kinh Thánh, những người đã làm gương cho con để con biết về hình ảnh của Chúa đã sự sống động như thế nào. Ôi, những người đã làm gương con trong việc yêu thương, trong việc chia sẻ, trong việc giúp đỡ, trong việc tha thứ, trong việc nhu mì xa. Ôi, cảm Ngài rất nhiều vì những cái tấm gương đó ơi, để con biết rằng ô Chúa của con, Ngài cũng có thể làm cho con trở nên như vậy, làm cho một con người cứng cẩu như con, những con người mà đầy những cái sự bận gian đã xâm nhập vào chúng con, Ngài vẫn có thể tẩy sạch hết tất cả cha. Ngài nói rằng ô dù tội lỗi gấp ngươi như hồng điều thì ta vẫn tẩy sạch nó như trở nên giống như trắng như tuyết gì đâu. Chúa con nói chung là Ngài sẽ khiến cho nó sạch tinh khiết trở lại cha. Ô, cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Ô, những gì mà Ngài làm trên đời sống con cha ơi. Ô, chúng con không thể gọi là hiện tại hết được bằng lời của chúng con cha ơi. Ô, cảm Ngài rất nhiều. Ô, xin Ngài hãy chúc phước cho những người hướng dẫn chúng con, hãy ở cùng họ để họ cũng mỗi ngày đều ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng ô giống với Chúa nhiều hơn, ngày họ thành những bậc trưởng lão cha, để biết rằng ô những cái
sự dạy dỗ màu nhiệm của Ngài để biết rằng ô họ không chỉ là không chỉ họ không chỉ dạy dỗ về những cái căn bản cơ sở nữa, nhưng mà họ sẽ dạy dỗ con người làm sao đánh chiếm các vùng miền đất hứa, làm sao đánh chiếm những cái lãnh thổ, những cái cơ nghiệp miền đất mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con. Ô xin Ngài giúp đỡ con, hãy ở cùng những con người đang tìm kiếm về Ngài, tìm kiếm đang vật lộn với Ngài, để Ngài Ngài hướng dẫn họ, để Ngài cũng hướng dẫn họ trước và dạy bảo họ trước, để họ có được những trải nghiệm, để họ có được cái sự gọi là hiểu biết về việc chiếm lấy cơ nghiệp của mình, chiếm lấy vùng đất hứa của mình, để dạy bảo chúng con. Ôn cảm Ngài rất nhiều, Chúa con. Ôi xin Ngài hãy ở cùng với một sư con, sư người chơi. Ôi xin Ngài giúp đỡ ông, để ông ngày càng bước đi với Chúa, ngày càng trở nên những bước chân của ông nó ngày càng vững chắc hơn. Ôi những cái chiến trận của ông nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và làm rung động mọi thứ ra. Nó sẽ khiến cho mọi dân tộc và mọi con người sẽ phải thấy được không phải chỉ một sư hình ảnh của một sư câu, mà thấy được hình ảnh của Chúa Jesus trong đó cho ơi. Để mọi bước đi của ông cho ơi, để tỏa ra sự vinh hiển của Ngài cho ơi, đều tôn cao Ngài hết cho ơi, chứ không tôn cao chính mình cho ơi. Vì chúng con biết rằng chúng con chỉ là những con lừa được Ngài cưỡi cho ơi, những con lừa được Ngài cưỡi để làm vinh hiển danh Ngài cho ơi. Vì Chúa là tất cả cho ơi, chúng con chẳng là gì hết cho ơi. Ngài là tất cả, chúng con chỉ là những con người mà được Chúa sử dụng để làm sâu vinh hiển của Ngài cha. Nên xin Ngài giúp một sư con để trong tất cả chiến trận cha, tất cả mọi người phải thấy được Chúa Jesus của cha ơi, để cho mọi người phải kính phục, mọi người phải sợ hãi, mọi người phải biết hạ mình xuống mà lắng nghe để những bài giảng của sư con, những cái lẽ thật được Chúa ban ra cho để họ hạ mình xuống mà thờ lại Chúa Jesus, để vâng phục Ngài, để làm theo những gì Ngài dạy bảo, để vâng phục những vị lãnh đạo, những người tiên tri của Ngài đã giao phó những cái sự dạy dỗ màu nhiệm đó, để họ tỉnh thức, để họ được phấn hưng chính đời sống của mình, để họ bắt đầu không còn đi theo những cái phép lạ, đi theo những cái sự gọi là chỉ sinh với một cái gọi là thái độ gọi là chỉ sinh thôi, mà không biết phải trưởng thành, không biết học hỏi để chính bản thân mình trở nên những vị vua, những người cai trị, với một gọi là một thái độ, với một thái độ là người làm chủ cho xin Ngài giúp đỡ. Xin Ngài giúp đỡ hay mở lòng cho những người nghe bài giảng của sư con, những người đã tiếp xúc một sư con, để họ thấy được cái sự dạy dỗ màu nhiệm của Ngài cha. Xin Ngài phá vỡ tất cả những sự gọi là cứng lòng của họ cho để họ thấy được, để họ không còn bị thế gian này lừa dối nữa cho họ, để họ thấy được sự đặc biệt của họ, để họ thấy được sự kêu gọi lớn lao mà Ngài đã dành cho các thách đồ của Ngài ra làm sao cho xin Ngài giúp đỡ. Xin Ngài giúp đỡ một sư con để cho những trận chiến của ông, những cái chương trình, kế hoạch của ông cho đều được chính Ngài cha, chính Ngài dẫn dắt cho chính Ngài đang hành động cho chính Ngài đang làm, chính một sư con, chứ không phải ông dựa vào sức riêng của mình hay dựa vào sự không nguyên của, riêng của mình, nhưng mà tất cả đều dựa vào Ngài cha, tất cả đều là từ Ngài mà ra cha. Và chúng con làm vì Ngài hay cha, hướng về Ngài cha. Ôn cảm Ngài rất nhiều, Chúa con. Ôn cầu xin Ngài cùng ông trong cái trong nhà mới của ông cha, cũng chúc phước trên những cái nơi mà ông đang, cái địa điểm ông đang chuyển tới ở cha, nơi đó sẽ là nó trở nên một vùng đất thánh cha, mọi cái không gian nơi đó nó trở nên một cách thanh khiết cha, nó sẽ làm cho cái môi trường ở đó trở nên thật trong sạch và trở nên thật an toàn cha, và những người mà đến gần cái nơi mục sư con ở nó cũng họ cũng cảm nhận được cái sự trong sạch, họ cũng cảm nhận cái gọi là cái nguồn năng lượng tích cực ở đó cha. Cầu xin Ngài hãy chúc phước, hãy giáng thần của Ngài, hãy đem thiên sứ của Ngài đến mà bảo vệ ở trước cửa nhà mục sư con, để cho không có một thế lực, không có một cái kẻ
nào mà có thể đến mà phá hội những công việc mà Chúa đã giao phó cho một sư con, để không có một điều gì ảnh hưởng đến công việc của Ngài cha. Ôn cảm Ngài rất nhiều Chúa con, ôn cầu xin Ngài hãy cùng một sư con trong mối quan hệ về hôn nhân cha. Ôn cầu xin Ngài hãy giúp đỡ một sư con để cho hôn nhân của ông trở nên gọi là cái sự chỉ dẫn của Ngài cha. Hôn nhân của ông sẽ là một cái bài học, một cái sự giảng dạy để sau này ông có được những cái điều cực kỳ hay được Chúa bày tỏ ra để hướng dẫn chúng con, để dạy dỗ ông con, để cho ông con hiểu được hơn về hôn nhân, hiểu được hơn về những cái giá trị trong gia đình cha. Cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Không cầu xin Ngài hãy cùng với lại một sư sinh đây, một sư Ruslan cha. Những vị mục sư mà ở trên mục sư Cường, những người đã hướng dẫn mục sư Cường, những người đã đặt cái nền tảng về tiên tri và sứ đồ cho mục sư Cường, để mục sư Cường hiểu hết, mục sư Cường nhận lấy. Con cầu xin sự chúc phước của Ngài sẽ như những gì mà Ngài đã chúc phước cho tiên tri Elise cha. Để cho tất cả những cái gì mà những người thầy, những người sư phụ của mình đã truyền cho mình, thì sự chúc phước đó nó sẽ tăng lên gấp đôi cha. Và mục sư con sẽ có một sự chúc phước gấp đôi về sứ đồ, gấp đôi về tiên tri cha. Cảm Ngài rất nhiều Chúa con, và cộng thêm sự chúc phước của Ngài cho mục sư con nữa, thì cái món quà đó cực kỳ lớn mà Ngài ban cho mục sư con, và nó được ban cho mỗi anh chị em con để chúng con cũng nhận gấp đôi được điều đó cha. Chúa con, Ngài là đấng dư dật và giàu có cha. Chúng con chỉ tin tưởng vào Ngài cha, tin tưởng vào những gì Ngài phán với chúng con cha. Chúng con không có gọi là giới hạn Ngài ở một bất cứ một cái điều gì hết cha. Chúa con, Ngài là tất cả cha, Ngài có tất cả mọi thứ cha. Ngài có thể khiến một hòn đá nó trở nên con cháu Abraham. Ngài có thể khiến cho hòn núi nó có thể văng ra khỏi nơi nó đang ở. Ngài có thể khiến cho cái cây nó bị héo đi vì cái gọi là chỉ bằng một lời quả trách cha. Nên Chúa con, Ngài không gọi là không có điều gì có thể giới hạn được Ngài cha. Nên con tin tưởng vào Ngài, tin tưởng những sự lời dạy của Ngài cha. Để cho sự Ngài, những gì mà chúng con vâng phục Ngài, những gì mà chúng con làm theo Ngài, thì sự kính sợ của chúng con nó sẽ là nguồn phước cho con cháu, những người con thuộc linh của chúng con cha. Ngài sẽ chúc phước cho các người con thuộc linh của chúng con cho đến ngàn đời cha. Và không phải vậy mà nó còn cho những người con thuộc linh của chúng con được gấp đôi những gì mà chúng con nhận được cha. Con cảm ơn rất nhiều. Ngài giúp con để con biết làm sao để chúng con gọi là dạy dỗ những người con của chúng con, để cho lấy hết tất cả những gì mình có cha. Là những người gọi là những người giống như là từ trong ruột thịt mình ra cha ơi, chúng con dạy dỗ họ tất cả những điều đó để họ thật sự nhận được những điều gấp đôi những gì mà chúng con nhận được cha. Nhất họ nhận được chính chúng con cha, và sau đó họ nhận được những gì mà chúng bày tỏ ra cho họ nữa à cha. Cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Xin Ngài hãy ban cái sự chương trình của Ngài, hãy chúc phước lên chương trình của Ngài cho những người về mục sư của chúng con, những người mục sư sinh đây, mục sư Luslan, mục sư Cường cha. Để cho chức vụ về đến tiên lành nước Đức Chúa Trời được rao giảng khắp đất này cha. Chúng con không có chỉ rao giảng về tiên lành của sự cứu rỗi, chỉ cứu rỗi con người nhưng mà không cứu rỗi môi trường của họ cha. Điều đó thật sự trái nghịch với những gì Chúa dạy bảo chúng con cha. Ngài nói là tiên lành nước Đức Trời được ở trong chúng con cha. Nên khi mà chúng con ở đâu thì nước Trời phải ở đó, có nghĩa là môi trường ở đó nó phải trở nên cái một cái không gian của nước Trời cha. Nó sẽ tràn ngập không gian nước Trời. Khi mà chúng con hiện diện thì không gian nước Trời nó được hiện diện ở đó cha. Đấy là những gì mà Chúa dạy chúng con cha ơi, chứ không chỉ là nó chỉ ở trong chúng con cha. Chúa con nên xin Ngài giúp đỡ chúng con cha. Để cho nước Trời được lan rộng ra chính đời sống con cha, được lan rộng ra chính được qua những cái sự
làm qua những cái sứ mạng mà những mục sư sinh đây, mục sư rất la, mục sư cường quá, họ thánh đại sứ quá nước trời, họ thánh trời thương chúng con sẽ làm cha, ôi để đem tin lành nước trời rao giảng khắp dân cha, ôi ngày cuối cùng của ngài, ôi ngày mà núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập vững trên đỉnh các núi cha, và mọi dân tộc sẽ đổ về đó mà thờ phượng ngài cha, ôi cả ngài rất nhiều chúa con, ôi cũng cầu xin ngài hãy chúc phước cho tất cả những vị lãnh đạo, ở trên thế giới này cha, những người mà lãnh đạo về thuộc linh cha ơi, ôi xin ngài chúc phước nhân họ để họ nhận biết được ngài một cái rõ ràng hơn cha ơi, để họ vật lộn với ngài, để biết được những cái họ là những sự bày tỏ của ngài trong thời kỳ cuối cha, để họ sẵn sàng mặc lấy mẫu khí giới mà ngài ban cho họ cha ơi, để đánh một trận chiến cuối cùng, một trận chiến tốt lành cha, ô một trận chiến sẽ làm vang danh ngài ra khắp vũ trụ này cha, ô mẫu thiên sứ sẽ nhìn ô con cái của ngài, ô với thật sự con cái của ngài gọi là những con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên, họ quyền năng như thế nào, họ khác biệt như thế nào với các thiên sứ, để mà các thiên sứ phải gọi là chấp nhận, để biết rằng ô những người này thật sự là những người cực kỳ tuyệt vời, những người này là những con người này đúng là những con người mà dựng theo hình và tượng của Chúa, đúng là những con người có quyền để ngồi trên những cái ngai của ngài cha, ôi đúng là những con người mà có quyền để thật sự gọi là cứu được Chúa cứu lấy làm vợ của ngài cha, ôi cảm ngài rất nhiều Chúa con, xin ngài hãy chúc phước trên tất cả những người vị lãnh đạo, hãy bảo vệ họ cha, bảo vệ gia đình của họ cha, để cho những cái sự tốt lành của ngài để tuôn tràn trên họ cha, không chỉ là những cái phước lành mà cả những nắng đêm họ sẽ được gặp phải cha, là cũng là những cái sự mà làm tôn vinh ngài cha, chúng con cũng gọi là làm chứng trong những nắng đêm của tất cả chúng con cha, để biết rằng trong những cái điều đó Chúa đang muốn chúng con lên một cái tầm cao mới, Chúa muốn chúng con trải qua những điều mà qua đó chúng con mới nhận được những cái sự màu nhiệm của ngài cha, nhận được những sự bày tỏ lớn lao mà từ trước đến nay chưa bao giờ ai nhận được cha, để chúng con con khao khát, chúng con cảm thấy hào hứng khi mà chúng con trải qua những sự dạy dỗ của ngài, để chúng con biết rằng chúng con đang nhận được một điều gì đó thật tuyệt vời, điều gì đó mà chưa ai nhận được cha, xin ngài giúp chúng con, hãy hướng dẫn chúng con, hãy mỗi ngày hãy trò chuyện với chúng con cha, để chúng con luôn luôn biết được những cái điều mà ngài muốn chúng con nhận được cha, cảm ngài rất nhiều Chúa con, xin ngài ở cùng với tất cả những vị mục sư lãnh đạo ở Việt Nam cha, xin ngài giúp đỡ họ để họ thật sự nhìn ra được họ nhìn ra được cái bài học mà thật sự họ đọc bao năm nay cha, bài học về người Samari nhân lành cha, xin ngài giúp chúng con để cho những ngài gọi là trong mùa Covid này cha, họ thật sự thấy được con người đang bị đánh nửa sống nửa chết đó là ai cha, nó không phải đơn giản chỉ là những con người đang bị khó khăn cho Covid cha, nó không chỉ đơn giản là một vài cá thể đang bị khó khăn, đang bị nghèo khó, phải lội ngược dòng từ từ một cái thành phố mà trở về quê để chống chạy Covid, hoặc chống chạy việc đấu kém cha, nhưng mà xin ngài nhìn cho họ thấy được cái người mà đang bị đánh tả tơi đó là chính là dân tộc chúng con cha, chính là cái lĩnh vực chính trị cha, nó đang bị con quỷ cộng sản cha, nó đang giành kiểm soát lái cha ơi, nó con của gọi là ông Babylon cộng sản đó cha, nó đang chiếm lấy cái lĩnh vực chính trị cha, nó chiếm lấy cái con người chính trị trong đó cha ơi, để cho con người chính trị họ bị gọi là họ bị đánh như một cách gọi tồn tại cha, và cái lẽ có lẽ ra chính trị lĩnh vực nhà nước những người đó họ sẽ giải quyết được những cái chuyện không khó khăn của đất nước con một cách dễ dàng cha, nếu họ thật sự tập trung cha, nếu họ thật sự thương yêu dân tộc cha, nếu họ thật sự chú ý và gọi là có một sự quan tâm, có một sự lòng thương hại dân tộc, thì mọi thứ nó đã không trở nên gọi là hỗn loạn như vậy cha, nên cầu xin ngài hãy mở mắt những người lãnh đạo, những vị sư Việt Nam cha, để họ biết rằng họ phải làm gì đó cha, họ thật sự phải có một hành động gì đó cha, để đứng lên cha, để
hãy nói ra những công lời tiên tri, những lời công bố về lẽ thật của Ngài sao, để cho ô những con người nào đó, ô những con người mà cần gọi là những người, những cái người nào đó mà không thể những cái chức danh của họ ra, nó không gọi là nó không có quyền để cai trị, thì nó phải chịu gọi là từ chức đi cho, và giải tán đi cái quốc hội bù nhìn cộng sản đó cha. Ô để người dân thật sự bào ra những con người mà thật sự thương dân cha, những con người thật sự, ô những con người chính trị thật sự cha, ô những con người chính trị ra là những con người mà làm theo cái chạy theo một sự công bình của Ngài sao, chứ không phải cái chạy theo cái bụng của mình, theo cái sự sai khiến của Babylon, con quỷ Babylon mà không nhận ra cha, để lùa nhau vào trong địa ngục cha. Ô xin Ngài cứu lấy lĩnh vực chính trị, cứu lấy những con người trong đó cha ơi. Ô xin Ngài hãy thương xót, và nhất là những người lãnh đạo về lĩnh vực tâm linh, nhà thờ ở trong thân thể của Ngài cha, họ là những người thật sự phải là những người thay đổi cái tư tưởng, thay đổi tư tưởng của công dân này cha, vì chỉ có công dân này với đủ sức gọi là mạnh mẽ để đứng lên vì Ngài cha, còn ô còn không thì dân tộc con cha sẽ vẫn gọi là đau đớn, vẫn phải chờ đợi, họ đang mòn mỏi chờ đợi những con người, ô những con người tin nhận Ngài, những con trời đang tỏ ra cho họ ra, nhưng mà họ vẫn chưa thấy cha, họ vẫn chưa thấy những điều đó cha. Ô xin Ngài thương xót chúng con, hãy dẫn dắt chúng con cha ơi, để chúng con không biết mà hành động cha, làm sao để đem ô lẽ thật của Chúa, đem những sự thay đổi thật sự đến với dân tộc con cha, để cho cái gốc của nó là cái lĩnh vực chính trị, cái lĩnh vực bao quát tất cả những vực khác, nó phải được thay đổi cha. Ô nó phải được thay đổi sẽ đứng mục đích của Ngài cha. Ô cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Ô con cầu nguyện cho tất cả các anh chị em con, cũng là những người sau này sẽ trở nên những con người gọi là cầm đầu, những người chỉ dẫn lãnh đạo cho hầu. Ông cầu xin Ngài hãy hướng dẫn con để con học hỏi tất cả những con người mà đã được Chúa dạy dỗ, để học được những điều cần thiết cha, và nhất là nhìn biết Chúa cha ơi, để biết rằng ô một Chúa ô đấng sáng tạo cha, Ngài đã quỳ xuống mà Ngài lau chân cho các môn đồ của Ngài cha. Ô để chúng con biết rằng chúng con hạ mình như thế nào cha. Ô chính Thượng Đế đấng tạo dựng nên chúng con cha, để lao chân chúng con cha. Ô Chúa con, Ngài cho con nhìn thấy được chúng con như thế nào cha. Chúng con biết chúng con chẳng là gì hết cha, và chúng con cũng phải làm thêm những gì Ngài bảo chúng con cha. Ô cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Ô giao phó tất cả anh chị em con lên cho Ngài cha, và con nguyện danh Đức Chúa. Amen. 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 Chúa. Đồng thanh hóa. Hallelujah. 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 Jesus, I can have a blessing and show good to you. And to the blessings, I can have a blessing for the Lord. Oh, Jesus, I can have a blessing. Anh ơi, chị em là cùng nguyện đi. Ai mà bị sớm, anh có đây không Nam? Để đi làm rồi. Dạ, anh có tham gia đó, anh đang đi xe đó. Dạ, chắc đang chạy xe, nó không được. Sắp 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 sắp
những mục sư lãnh đạo của chúng con. Chúa ơi, con biết ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, vì con tin rằng Ngài đặt đèn những sự dạy dỗ của Ngài đến các mục sư lãnh đạo của chúng con. Chúa ơi, qua đó để chúng con được lắng nghe ý kiến của Ngài, đến những sự dạy dỗ của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài. Sử dụng mục sư sứ đồ Sunday Anaza, Chúa ơi, Ngài đã sử dụng các ông như một chiếc bình tinh sạch để Chúa hành động qua ông. Qua đó ông đã xây dựng đại sứ quán nước trời xin phước cho mọi dân tộc, và chúng con qua đó cũng được đón nhận những sự thương xót của Chúa. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều vì những điều mà ông đã làm, ông đã hành động, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện mục sư kính yêu của con Nguyễn Mạnh Cường, Chúa ơi. Con biết rằng Chúa ơi, ông rất là yêu Chúa, các sao Chúa, và ông đã đứng lên để thực hiện công việc của Ngài, Chúa ơi. Ông đã là một người con khôn ngoan của Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài vì Ngài là đứng ban cho chúng con những người dạy dỗ, là những mục sư kính yêu của chúng con đó, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, con biết ơn mục sư kính yêu của chúng con cũng như biết ơn Ngài vậy, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì những sự dạy dỗ của ông mà qua đó chúng con được sâu rộng hơn về vương quốc nước trời của Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng hành động sử dụng mục sư của chúng con, và cũng sử dụng mục những sử dụng chúng con nữa, Chúa ơi. Sử dụng anh chị em của chúng con nữa, Chúa ơi. Chúng con mong muốn rằng được phát triển để đi ra thực hiện chương trình của Ngài, kế hoạch của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cũng khao khát tất cả những sự dạy dỗ của Ngài, Chúa ơi. Chúng con khao khát tất cả những biết ơn học hỏi của Ngài, Chúa ơi, dạy cho chúng con trên mục sư kính yêu của chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi, vì ở đây chúng con được mỗi ngày được nhóm hiệp với Ngài là điều hạnh phúc nhất. Mỗi ngày chúng con được đến với Ngài, được quyện lòng với Ngài để bày tỏ ra tất cả những gì những đời sống của chúng con, để được mong muốn khát khao Ngài sửa đổi trong đời sống của chúng con, Chúa ơi. Chỉ có như thế thì có Ngài thì chúng con mới hành động được. Chỉ có Ngài thì mới chúng con mới có thể làm được việc lành được, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều. Xin Chúa đón nhận tấm lòng của chúng con, Chúa ơi. Và xin Chúa cũng giúp chúng con đóng đinh con người xác thịt của chúng con, cho chết hoàn toàn đức bản tính xác thịt của chúng con, và trong đó chỉ có Ngài, chỉ có hệ thống giá trị của Ngài mà thôi, Chúa ơi. Vì Ngài dạy chúng con, Ngài là đường đi, là chân lý, là sự sống, Chúa ơi. Ngài thể nào thì chúng con thể ấy, Chúa ơi. Và chúng con tin nhận nơi Ngài, đón nhận nơi Ngài, mặc dù điều đó chúng con không xứng đáng, nhưng bởi sự thương xót của Ngài, Chúa ơi, bởi sự thương xót của Ngài, Chúa ơi, mà chúng con biết đến đại sứ quán nước trời của Ngài, Chúa ơi. Chúng con biết đến nước trời của Ngài, Chúa ơi. Thì xin Chúa thay đổi, biến đổi tấm lòng của chúng con theo ý của Ngài, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi. Con rất là biết ơn tất cả những người đã lót đường cho con, để con có được ngày hôm nay để đến với Chúa. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Con tin rằng tất cả những sự mà Chúa đang biến đổi con đó sẽ trưởng thành hơn, sẽ vững mạnh hơn, sẽ được khôn ngoan, thông sáng hơn, làm việc gì cũng trong sự hiểu biết của Ngài, Chúa ơi. Trong mưu toan của Ngài, Chúa ơi, trong sự dạy dỗ của Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa bao bọc mục sư kính yêu của chúng con, để cho mục sư kính yêu của chúng con mạnh mẽ hơn. Cảm ơn Chúa, con biết ơn về những sự tiên ăn của Ngài, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của ông đã dạy dỗ chúng con, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Tình yêu của Ngài con bao bọc trên mục sư của con, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa và xin cho tất cả anh chị em của chúng con cũng luôn luôn được tấm nhuận bài học quý giá, Chúa ơi. Phục vụ là một là người phục vụ, Chúa ơi, là một người ngoan của Ngài, là một người chăm trên ngoan của Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài con sức khỏe cho tất cả anh chị em của chúng con luôn luôn được sự sức giàu của Chúa bằng tình yêu của Ngài, sức giàu của người cha, Chúa, để đi phục vụ cho tất cả những người con cái yêu dấu của sau này. Cảm ơn Chúa, cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Các bạn có thể nhận được cho
Đức Chúa Trời dấu của chúng con cảm tạ ơn Thiên Cha, chúng con dâng lên Cha tất cả những ý nguyện của chúng con, những tâm tình của chúng con dâng lên Cha trong ngày hôm nay, để Cha để ý đến những tiếng kêu cầu của chúng con. Cảm ơn Cha đã lắng lời cầu nguyện của chúng con và đặt lời của Ngài trên môi miệng của chúng con, để lời của Ngài chúng con tuôn ra những lời tốt đẹp, những lời yêu thương. Cảm ơn Cha, Chúa bên vực công lý cho chúng con và xem mắt Ngài xem xét điều ngay thẳng của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Chúa đặt để chúng con trong Đấng Christ Jesus, để chúng con ở trong Ngài. Ngài là ánh sáng của chúng con, là ánh sáng đời của chúng con. Ngài đã lôi chúng con ra khỏi miền u tối để chúng con được vào trong ánh sáng của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài trong sự dạy dỗ của Ngài, để chúng con mỗi ngày được lớn mạnh trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho các mục sư lãnh đạo, như là mục sư của chúng con. Ngài đã dạy dỗ, Ngài đã bỏ hết tất cả những thì giờ, những công lao của ông đã dạy dỗ cho chúng con. Chúng con biết nhớ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Nay Chúa, chúng con cảm ơn mục sư của chúng con là Nguyễn Mạnh Cường đã cho chúng con những bài dạy quý giá, để chúng con mỗi ngày được nhận biết cái giá trị của chúng con trước mặt Ngài, những gì mà chúng con đã học hỏi lời Ngài. Chúng con cảm ơn ông, cảm ơn những chúng con sẽ truyền tải lại những gì mà chúng con đã học hỏi. Nhờ ông mà chúng con đã nhận được nước trời sẽ chúng con sẽ truyền ra nước trời cho tất cả mọi người sau chúng con nữa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước cho mục sư của chúng con Mạnh Cường, để mục sư có sự bình an trong sự và tình yêu của Ngài đổ tràn đầy trên ông và những nơi ông đang sinh sống, và những nơi mà ông đã có căn nhà nơi nhà mới, để ông có nơi mà để dạy dỗ cho truyền tải những cái giá trị mà ông đã học hỏi từ nơi Sunday, mục sư Sunday. Cảm ơn Chúa. Con tin rằng những bài học tương lai cho Việt Nam, tình yêu lẽ thật và nước trời cho tất cả mọi người, họ lắng nghe và họ tiếp nhận lời của Chúa, để họ tiếp nhận là nước trời trong họ. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Này, chúng con cầu nguyện cho tất cả những mục sư lãnh đạo trên toàn thế giới này, để họ tiếp nhận lời của Ngài, lời sự thật, và sẽ dùng những lời của Ngài mà truyền tải cho tất cả mọi người. Họ không, những người mà còn chưa, còn đang cơ dạy dỗ theo kiểu thế gian, họ đang dùng những lời lẽ của họ mà không có dùng lời của Chúa. Nên con tin rằng xin Chúa Thánh Linh đặt lời của Ngài trên môi miệng họ, để họ làm những điều mà theo ý Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện cho mục sư Sunday, xin Chúa chúc phước cho ông, để ông nhờ ông mà chúng con đã được ngày hôm nay. Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con nhớ đến những người lãnh đạo trước chúng con. Từ trước nay chúng con đã được học hỏi những người đó, những linh mục trong Công giáo mà chúng con đã học hỏi. Nhờ những người này, nhờ họ mà chúng con đã được ngày hôm nay, để chúng con mỗi ngày được lớn lên trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Sự dạy dỗ của những người đó
để Chúa tập luyện, Chúa tô luyện cho chúng con qua những người đó, để cắt tỉa chúng con, để chúng con được mỗi ngày được lớn mạnh. Cảm ơn Chúa, chúng con dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của chúng con trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa đổ tràn Đức Thánh Linh trên anh chị em chúng con, để chúng con được tràn ngập tình yêu của Ngài. Cảm ơn Cha, con ngợi khen Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Vì Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con, con cảm tạ ngợi khen Cha. Con cảm ơn Cha đã cho anh chị em chúng con được hiệp nhau cùng cầu nguyện cho mục sư, các nhà lãnh đạo, các nhà truyền giảng, các linh mục trên khắp thế giới này. Đặc biệt chúng con cầu nguyện cho mục sư Cường của chúng con, qua mục sư Cường và người dẫn dắt mục sư chính là sư đồ Cindy Alaza. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đổ thần khôn ngoan, thần khôn sáng, thần hiểu biết, thần kính sợ Chúa Giê-hô-va trên những các mục sư, các nhà lãnh đạo, linh mục khắp nơi, để họ đem lời của Ngài, lời sự thật của Ngài để công bố và cho chúng con được học hỏi. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã thương yêu chúng con, Ngài đã đặt tể chúng con để chúng con ngày hôm nay chúng con cũng phải biết ơn những mục sư của chúng con đã dạy dỗ chúng con lời lẽ thật của Ngài. Con tin rằng Ngài luôn luôn ban lời của Ngài để cho họ mỗi ngày giữ lời của Ngài trong lòng và các điều răn của Ngài để họ dạy dỗ chúng con qua lời lẽ thật mà Ngài tỏ cho họ biết. Con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng con, muốn dạy dỗ chúng con để chúng con cũng theo bước chân của Chúa Giêsu, đi trên con đường của Chúa Giêsu qua những thử thách nan đề. Con tin rằng qua những mục sư Ngài đã giảng dạy cho chúng con thì chúng con không sợ hãi đi qua những nan đề đó. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con để mỗi ngày sự học hỏi và sự trao dồi qua các mục sư và các nhà lãnh đạo để chúng con nhận biết Chúa rõ ràng hơn, nhận biết Chúa một cách tường tận hơn. Xin Chúa hãy chúc phúc lành và bình an của Chúa cho tất cả các mục sư ở Việt Nam để giờ đây mọi việc xảy ra ở Việt Nam yêu dấu chúng con, để họ mạnh có đầy đủ thần của Ngài, mạnh sức để đứng lên đòi lại công bình cho nhân dân và khổ sở của Việt Nam, để trong những ngày mà bệnh dịch này mà các mục sư Việt Nam biết chăm lo đời sống của các tín đồ và các người mà được nghe tiếng của Chúa, để họ biết mà làm những việc gì mà cho đất nước Việt Nam với chúng con mỗi ngày được thần của Ngài và tỏa sáng trên quê hương Việt Nam của chúng con. Xin Chúa hãy chúc phúc lành và gìn giữ tất cả là mọi con dân của Ngài và đổ bình an của Ngài trên những ai yêu mến Ngài. Con cảm ơn Chúa đã yêu thương chăm sóc từng anh chị em của chúng con. Nguyện Thánh Linh của Ngài gìn giữ và dạy dỗ chúng con mỗi ngày, để chúng con được hiểu biết lời của Ngài, để chúng con được mạnh mẽ trong đức tin của Ngài. Và cảm tạ ngợi khen Chúa đã yêu thương và dẫn dắt chúng con, để chúng con gặp được người mục sư của chúng con, để chúng con học những gì mà ông đã dạy dỗ chúng con, để chúng con sau này chúng con cũng là đem những gì mà chúng con học được nơi mục sư của chúng con, để chúng con cũng truyền tải cho anh chị em chúng con. Con cảm tạ ngợi khen trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chị bé cầu nguyện được không chị bé? Chị bé ơi, chị bé cầu nguyện được không? Dạ, em cầu nguyện.
Ôi Chúa Giêsu ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chính Chúa là một mẫu gương thật là sáng ngời. Khi Chúa ra đi giao giảng ở trên đất này, một mẫu gương mà đích thân Chúa đến những con người hư mất Chúa ạ. Chúa đến với những bà nữ Samari, Chúa tỏ bày chính Chúa cho những con người bị xã hội chê bai. Chúa đến với những bà quá bị đứa con bị ma quỷ nhập. Chúa ơi, Chúa đến với những cái con người bị trói buộc bởi những bóng tối, thế lực đen tối. Chúa ơi, Chúa đem tình yêu, vương quốc của Ngài cho họ, cho dân họ. Chính Chúa là một mẫu gương để cho chúng con noi theo. Chúa ơi, tất cả những con người được đứng trong vị trí lãnh đạo, mục sư truyền giảng, thì chúng con đã nhìn thấy chính Chúa Giêsu là người truyền giảng tuyệt vời nhất trong đời sống của chúng con, để chúng con nhìn đó mà chúng con noi theo. Chúa ơi, chúng con cảm tạ tình thương yêu của Chúa và sự dạy dỗ cho chúng con. Tình yêu đó của Chúa lan tràn trên đời sống của chúng con để chúng con truyền tải tình yêu của Ngài và lòng thương xót của Ngài trên đời sống mà Chúa sử dụng chúng con. Chúa lấy chúng con ra từ những con người bơi ở trong thế gian để phải hư mất. Nay Chúa đã cho chúng con ở trong Ngài để thực hiện những công việc của Ngài, để đời sống của chúng con, lời cầu nguyện của chúng con là một lời cầu nguyện rung động. Chúa đã cho chúng con gặp gỡ được Thầy Giáo Cường của chúng con đây, đã giảng dạy sứ điệp từ ở nơi Chúa, sứ điệp của Chúa cho chúng con, tin mừng vương quốc của Ngài cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho qua ông, Chúa cho chúng con biết hướng về sứ mạng tiền định mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con từ trước muôn đời. Và chúng con được sự dạy dỗ bởi tấm lòng của Chúa đặt để trong lòng thầy dạy của chúng con đây, để chúng con nhận ra được ơn kêu gọi của chúng con, giang cơ nghiệp của chúng con, vinh quang của Ngài mà dành sẵn cho chúng con là dân thánh của Ngài đây. Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa. Xin Chúa chúc lành và chúc phúc cho đời sống của ông, mọi ý tưởng của ông, chúc phúc cho trái tim của ông, chúc phúc cho tâm linh của ông, thân thể ông, chúc phúc cho tâm hồn của ông. Tất cả những gì ông có đều thuộc về Ngài. Chúa chiếm đoạt ở trong ông và ông là chỉ có đầu phục Chúa và bước đi theo Chúa mà thôi, để qua ông là nguồn mặt nước cho các dân các nước, Chúa ạ. Và chúng con cũng là cùng một dòng chảy đó. Xin cho chúng con cũng qua chúng con cũng là một nguồn phước cho những ai đến với chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơi, xin Chúa đã cho chúng con nhận thấy sự lớn lao kỳ diệu ở nơi Ngài, để chính Chúa Giêsu là nguồn suối mặt nước cho chúng con được tươi mới hàng ngày hàng giờ. Phấn hương của Ngài không ngừng nghỉ trong chúng con, tình yêu của Ngài càng bốc cháy trong lòng của chúng con. Chính những điều đó chúng con mới thi hành ở những cái sứ điệp của Ngài chúng con giao truyền, không phải những giao truyền bằng những lời vô nghĩa, nhưng chúng con giao truyền bằng sứ điệp tình yêu quyền năng của Ngài để đánh đổ hết tất cả những cái đồn lũy mà che mắt con người để không nhận ra Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ gửi khen Chúa đã tín nhiệm giáo sư của chúng con, tín nhiệm chúng con, và chúng con cũng cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo giáo sư truyền giảng ở Việt Nam trong giây phút này. Họ đang thấy tận mắt một cái xã hội, một đất nước đầy rẫy sự chết chóc. Chúa ơi, xin nhờ cái sự chết chóc này, xin Chúa dấy lên lòng thương cảm ở nơi họ, để họ chăm sóc con chiên của họ bằng nước hàng sống của Ngài, bằng sự sống của Ngài, sự sáng của Ngài. Chúa ơi, chính họ phải được nhận điều này trước. Họ có, họ mới cho con cái của Ngài nhận được. Họ không có, chỉ cho con cái của Ngài chết đói mà thôi. Chúa ơi, xin Chúa hãy thức tỉnh họ. Chúa ơi, Chúa thức tỉnh họ để cho họ nhận ra những điều mà Chúa muốn ở nơi họ, để truyền tải tình yêu đó, cơ nghiệp của Chúa dành cho con cái của họ vào những thời kỳ cuối cùng này. Chúa ơi, hôm nay con cũng dâng con cái của chúng con lên đây. Hai đứa con của chúng con cũng đã bị nhiễm COVID.
Chúa ơi, Chúa tỏ bày những cái sự việc này cho con cái của chúng con nhận ra Chúa đi, Chúa ơi. Tất cả đều là cơ hội, tất cả những việc gì xảy ra đó là cơ hội để nhận biết Ngài. Hầu nhìn bất cứ một điều gì để nhận biết Ngài, để kính sợ Ngài, thì Chúa tỏ bày cho con cái của chúng con nhìn nhận ra được ý muốn của Ngài, để các con cái của chúng con quỳ xuống đầu phục Chúa, trở về với Ngài, ăn năn, tan vỡ trong Ngài, biết kính sợ Ngài, để nhìn thấy được cái thế gian càng ngày càng nát bét, chỉ có Chúa là nguồn sức sống mới. Xin cho các con cái của chúng con nhận ra điều này. Con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Đã, còn ai nữa không ạ? Chị còn là chồng chị bé. Chị bé có nguyện không chị bé ơi? Chị còn là chị bé. Alleluia. Ô lạy Cha dấu yêu chúng con, cảm tạ ơn Chúa tình yêu Ngài dành cho chúng con thật kỳ diệu lớn lao thay Chúa ơi. Ô chôn yêu Ngài, chôn yêu Ngài hơn tất cả mọi sự Chúa. Ô rasakadabarabinduru, Chúa ơi, mỗi buổi sáng sớm khi chúng thức dậy, ô chúng con thấy tim chúng con đập nhịp chúng chúng con thở thở Chúa, chúng con còn sống, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là cơ hội chúng con được sống để được yêu Ngài và được bày tỏ tình yêu Ngài đó ra với thế gian. Tạ ơn Chúa. Ô rasaka dabar endubitiri kenabre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 br
gì kia. Ngài là giám mục linh hồn chúng con. Chúa ngày hôm nay trong Ngài, giờ đây chúng cầu nguyện cho các mục sư, cho các lãnh đạo thuộc linh mà chính Ngài đã đặt để chúng con, cho họ làm gương. Chúa ngày đã đặt để họ trên chúng con, Chúa đã đặt để đang và sẽ đặt để chúng con, cho như chính Ngài. Chúa là sự Ngài đã bày tỏ chính Ngài ra qua họ. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài về họ, Chúa, cảm ơn Ngài về tất cả mục sư chúng con. Chúa có nhìn thấy sự thương xót Ngài thật lớn, Chúa, khi Ngài chăm sóc chúng con qua mục sư. Chúa ơi, chính Ngài đã đưa chúng con đến họ, hay nói đúng hơn là họ đến chúng con, Chúa, và đã giao cho tay họ chìa khóa để mở linh hồn chúng con, Chúa, để mở cái điều thần kín sâu xa ở trong lòng chúng con ra, Chúa ơi. Ô đã dây cơ chỉ của chính qua họ mà chúng con nhận biết Ngài, Chúa. Ô chính qua họ chúng con được nhận biết Ngài, chúng con được gặp gỡ Ngài, chúng con được sống động với Ngài, Chúa. Ô đã dây cả đam mê đi xuống của Chúa, cảm ơn Chúa về tất cả ông dẫn đó. Con cảm tạ ơn Chúa với tất cả các kênh dẫn, các bình đất đó, Chúa ơi. Shakadabriyo, xin Ngài ban phước cho tất cả bình đất đó, các kênh dẫn đó, Chúa ơi, một cách dư dật, một cách đầy dẫy, vì họ là người hầu với Ngài. Và lời Chúa nói rằng, kẻ là hầu với ta thì cha ta ắt tôn quý người. Ô lạy Chúa, ô đa sai ca đa bần bình rưu chôn, cầu nguyện cha dấu yêu ơi, để Ngài ban phước, để Ngài tôn kính. Ô các mục sư chúng con, Chúa ạ, ô theo đúng cách của Ngài, Chúa ạ. Ô Chúa đã tôn kính, ô là một chuyện rồi, nhưng nếu Đức Chúa Trời chúng con mà tôn kính, ô thì đó là điều kỳ diệu hơn nữa. Ô ra sai ca đa bần bình, loài người còn biết con cho con cái mình, loài người còn biết cho những người yêu thích của mình, Chúa ạ, những vật tốt thay. Chúng chi cha trên trời đã là chẳng ba những điều kỳ diệu nhất, điều tốt nhất cho những người mà người yêu kính, tôn kính hay sao, Chúa ơi. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa. Ô ra dây cả đa bưng tư của sự sắm sẵn ô của Ngài trên đời sống họ. Tạ ơn Chúa về ơn mọi thứ phước thiêng liêng của Ngài trên trời đổ xuống không chỗ chứa trên đời sống, chức vụ, gia đình của tất cả các mục sư chúng con, Chúa ạ, của các lãnh đạo thuộc linh chúng con. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa về nhóm đặc nhiệm này. Đại đa số những anh chị em chúng con đây đã xuất phát từ Hội Thánh Tin Lành Công Giáo, Chúa ơi. Đã dần như cha thuộc linh của con lúc đầu cũng xuất phát từ Tin Lành Công Giáo, Chúa ạ. Tạ ơn Chúa vì Ngài dạy dỗ con trong sự trung thành, dạy dỗ con trong sự tôn kính. Dù những lúc đầu chúng con đã tôn kính không đúng mực, Chúa ạ, vì con chẳng biết cái gì cả, Chúa ạ. Trong sự ngu dại của mình, nhưng Ngài đã dạy dỗ và sửa dạy con, để con vẫn còn tôn kính cha thuộc linh của con là mục sư, cố mục sư Nguyễn Công Tuấn, mà hiện đang ngự ở bên cha, hiện đang ở an nghỉ ở nơi Chúa Cha, Chúa ơi, trong danh Giêsu.
Hallelujah. Điều này con nhìn thấy rằng ô những điều gì con gieo trong sự tôn kính thì con gặt được trong sự đó, Chúa ơi. Và điều con gặt được nhiều sự con gieo, Chúa ơi. Ô để con biết điều đó để làm tiếp tục trong đời sống mình và nhân bội đời sống mình lên, Chúa ơi, và truyền tải những điều tinh hoa nhất, Chúa ơi, cho các thế hệ sau. Urasaka và con cầu nguyện cho các thế hệ sau, tất cả những người nghe con, những người coi con, lãnh đạo thông minh của mình, để họ giữ được sự tâm kính đó, để sự trung thành đó, được bám với họ và tất cả điều gì tinh hoa nhất mà Ngài đổ trên con, được đổ hết, không thiếu một chút đi, Chúa ạ, trên tất cả người nghe con, những người mà con đang chăm sóc họ, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, để họ thừa hưởng với tất cả những điều gì con có, cộng thêm với điều họ có nữa, Chúa ạ, và họ được sức giàu gấp bội phần, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus, hallelujah, để người ứng nghiệm rằng kẻ nào tin ta thì làm việc ta làm còn làm lớn hơn nữa, Chúa ơi, thì cũng vậy, những người nào tin vào con, Chúa ạ, những người nào mà tin con như là sứ giả của Ngài, Chúa ạ, tin con như người lãnh đạo thuộc linh của mình, Chúa ạ, thì họ cũng làm được điều con làm, Chúa ạ, họ làm được tất cả điều con làm và còn làm lớn hơn nữa, Chúa ơi. Ô-ra-sa-ka-bi-ra, luật của Ngài, hallelujah, cảm tạ Chúa và nguyên tắc này, nguyên quy luật này của Chúa được ăn sâu trong đời sống chúng con, Chúa ạ, để chúng con biết tôn kính nhau, Shaka-da, để chúng con biết tiếp nhận nhau, Chúa ạ. Ô, vì hễ ai mà tiếp nhận người công bình, vì là người công bình sẽ nhận phần thưởng công bình, tiếp nhận ơn người tiên tri, tiếp nhận người tiên tri, vì là tiên tri sẽ nhận được phần thưởng người tiên tri, Chúa ạ. Urasachi Kanabara, con biết rằng chức vụ con chức sứ đồ, Chúa ạ. Urasakada, để lập để củng cố lại nền móng, củng cố lại trụ cho nhà của Đức Chúa Trời. Shakada, nên bất kể ai tiếp nhận con như sứ đồ của Ngài, Chúa ạ, thì sẽ đón nhận được tất thảy mọi điều đó, Chúa ạ, trong danh Jesus Christ, Akadabudu. Ô, vì vậy con khai phóng ra tất thảy ơn sứ đồ, ơn tiên tri, ơn giáo sư, ơn thầy giáo tin lành, ơn mục sư, Chúa ạ, trên tất thảy những người mà nghe và tin con, tiếp nhận con như vậy, trong danh Jesus Christ, Akadabudu, để mọi ơn của Ngài, Chúa ạ, mọi sự khôn ngoan, thông sáng, như toàn mạnh sức hiểu biết kinh sợ và được khai phóng trong con, qua con và đến tất thảy những anh chị em yêu dấu chúng con trong buổi đặc nhiệm này, và cũng trong tất thảy, trên tất thảy những người nào mà tiếp nhận con nữa, Chúa ạ, trong danh Jesus Christ, như con đã nghe, đã đón nhận và tiếp nhận từ nơi cha thượng linh của mình, Solo Sunday, mục sư Ruslan và tất thảy các lãnh đạo của thành viên sau con nước trời ân phúc trong dân tộc, cũng như là nhiều vị mục sư khác trong quá khứ, cho hiện tại, Chúa ạ, cho cảm tạ Chúa. Hallelujah. Cha Dấu Yêu ơi, giờ đây Chúa cầu nguyện cho người cha thuộc linh của con là mục sư sứ đồ Sơn Lệ Andraja. Chúa dâng ông ấy trong tay của Ngài, Chúa ạ, ngay giờ này, trên bàn thờ của Chúa, Shakadadi để Ngài, giáng lửa đời sống của ông, Chúa ơi, cảm tạ Chúa với tất thảy những khó khăn, những thử thách bắt bớ mà ông gánh chịu, Chúa ạ, cảm tạ Chúa cả sự lõa lồ mà Ngài đã bày tỏ ra, Chúa ạ, để Chúa nhìn thấy rằng tất cả mọi người chỉ là con người chứ không phải Chúa Trời, Chúa ạ, tất cả chúng con đều yếu đuối và đều có những khuyết khiếm quyết khác nhau, Chúa ơi. Urasachi Kanabara, tất cả sự thử thách bắt buộc khó khăn đó, thậm chí có thể va vấp đó, Chúa ạ, đam giàu cho hội thánh của Ngài, đam giàu cho chúng con đó, đam giàu cho con chiên của Chúa, Chúa ơi. Ô, bởi chúng con nhìn thấy kinh nghiệm đó, Chúa ạ, những kinh nghiệm xương máu từ cha thánh chúng con, Chúa ạ, Shakadam Dividio, những bắt buộc thử thách khó khăn trong cả cuộc đời đi với Chúa, cả cuộc đời hầu với Ngài, Chúa ơi. Shakadam Dividio, Shakadam Dividio, Shakadam Dividio, Shakadam Dividio, Shakadam Dividio, Shakadam Dividio, ôi, qua ông, Chúa ạ, cho nhìn thấy tấm gương hầu với Chúa, cho nhìn thấy tấm gương ô vươn trải lên, Chúa ạ, ô tấm gương một tin vào lời Chúa Trời, một cách quyết đoán tin vào Chúa, ô một cách không do dự, chỉ hết, không nghi ngờ, chỉ hết, Chúa ơi. Shakadabadam như ô ông tin vào lời Chúa, thằng nếu một cái đó mà là nghe lời Ngài, Chúa ơi, thì sao ở trên cao chứ không dưới thấp, ở đằng đầu chứ đằng đuôi, Chúa ạ. Ô ra Shakadabadam như ông chỉ tin vào lời Ngài thôi từ hồi còn nhỏ, ô vậy mà ông đã bứt phá từ một đứa trẻ
không ai biết đến tên tuổi ở một cái làng quê cũng hẻo lánh, không ai biết đến tên đâu. Shakara đã trở thành một sứ đồ nổi tiếng của Ngài, cho để ảnh hưởng thế giới, để ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo thế gian này, cho để họ phải nói về ông ấy. Chúa ơi, Hu đã xây cả đời mặc dù đấy là chính Ngài đã làm tôn vinh ông, chúa, chính Ngài đã vinh hiển ông, chúa, như là Ngài đã hứa với Abraham, Hu rằng ta sẽ nổi danh người, ta sẽ nổi danh người, chúa, và người sẽ được phước, và dòng dõi người sẽ được phước, và người các chi phái, các dân tộc thế giới sẽ nhờ người được phước. Chúa ơi, Shakada bình thì cũng vậy. Ông Ngài làm điều đó trên ông, chúa. Ôi để Chúa nhìn thấy Ngài thành tín, Ngài thành tín tất thảy điều gì Ngài hứa. Ô trong lời Ngài, Ngài hứa cho Kinh Thánh, chúa, cho Abraham, cho bất kể ai đó, cho những nhân vật ở trong Kinh Thánh, chúa, đều được trải nghiệm ra ngay thực sự, không chỉ trong quá khứ, trên đời sống của chính họ, chúa, mà trên đời sống của tất cả những ai mà làm theo quy luật đó, làm theo những nguyên tắc đó, chúa, thì nhận được lời hứa đó của Ngài. Thì cũng vậy, chúa, chúng con nhìn thấy không những chỉ qua tổ phụ chúng con Abraham, những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh, mà chúng nhìn thấy cả trong đời thường này, chúa, con người mắt thấy bình thường, người trần sát thịt bình thường, chúa, là sứ đồ sắp đây để nhìn thấy được cả lời hứa của Ngài, nhìn thấy được sự thành tín của Ngài, chúa, qua đời sống của ông, chúa ơi, Shakada kia Ngài đặt ông đến nơi cao, từ một người không ta chi, chúa, mà trở thành một người lãnh đạo kết xuất, chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, Shakada Chúa ơi, cả cái điều mà Ngài nói đối với Joseph đó, chúa, Ngài phán Joseph, và các anh em đã ghen ghét Joseph và bán Joseph đó, chúa ơi, nhưng sau đó Ngài khiến cho Joseph được nổi danh, và các anh em phải quỳ lại trên người Joseph, và nhờ Joseph mà IC được cứu, chúa, nhờ Joseph mà các chi tộc thế gian cũng được phước, chúa ơi, thì cũng vậy. Qua sứ đồ sang địa ra cho nhìn thấy như là tấm gương Joseph vậy. Urasaka bị anh em bắt bớ, bị các hội thánh bắt bớ, Urasaka hội thánh tin lành công giáo, hội thánh tin lành trí thông giáo, hội thánh tin lành kháng cách bắt bớ dữ dội, chúa ơi, bị các nhà cầm quyền bắt bớ dữ dội, chúa ạ. Urasaka tại Ukraine, tại Nga, Urasaka chơi như ông vẫn vững vàng cho đức tin, chúa ạ. Urasaka lời chúa thử thách ông, chúa ạ, như là thử thách Joseph vậy. Shakarapaprasakalduru trong danh Chúa Jesus Christ, cho công bố sự gia tù của ông, chúa, gia tù Ukraine, như là gia tù của Joseph vậy, chúa, Sakarabandu ra khỏi đất Ukraine này, khi những quan tham đã vô cớ kết tội ông và không cho ông ra khỏi lãnh thổ Ukraine này, thì hết thời hạn cũng như 13 năm mà Ngài đã thử thách Joseph, thì ông sẽ ra khỏi đó với tư cách công vị của cha của Pharaoh, chúa Shakada đã năm thứ 12 khi ông bị kết tội vu oan bởi cái vụ án King Capitan, mà Ngài biết được ai là người có tội trong đó, chưa? Ngài biết được cái kẻ thù ác ở trong cái vấn đề đó, chúa ơi, khi lợi dụng cái khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 để bắt bớ bức hại hội thánh, Ngài biết được cả những con cái Chúa đã lợi dụng điều gì ở trong đó, Ngài biết là những con cái Chúa giả, cho những anh em Chúa giả, những kẻ đã lợi dụng danh của Chúa để nuôi bụng mình, Chúa ơi, những kẻ mà dùng tin lành để nuôi chính bụng mình chứ không phải vì danh của Chúa, những kẻ dùng danh của Chúa để xây dựng vương quốc riêng của mình, Chúa, Ngài biết điều đó, Ngài biết được ai, Chúa ơi, Ngài biết được kết liên kết thông đồng của họ với các con cái Babylon ở trong các cơ quan cầm quyền của Ukraine, chúa, cũng của Nga, để đặt hàng để hãm hại hội thánh, hãm hại ông, chúa ơi, Shakada trong danh Chúa Jesus Christ, có cái lửa thách độ Ngài trên Babylon, tất cả điều gì mà nó làm
trên hội thánh của Ngài, trên ông Chúa ạ. Ô thì chúng con báo trả lại gấp đôi Chúa ạ, báo trả lại gấp đôi trên nó. Shaka đã đánh hại nó, đánh bại nó trong tất thảy ô các nơi nhà ở của nó Chúa ạ. Chúng con đập tan tất thảy các nơi ở của nó, phá tan thành cơ nghiệp của nó Chúa ạ, trong danh Jesus Christ. Ô ra Shaka đã bơi đi bởi lời cầu nguyện này. Chúa dẫn quân đến ô và gọi thiên sứ thánh của Chúa ô bao vây nhà nó, phá hủy nhà nó, khiến cho ô nhà nó một cơ nghiệp của chúng nó Chúa ạ, trở nên cho Chúa ạ, chảy bấm phân ô nhà nó chặt hố xí Chúa ạ. Ô ra công cộng cho cả thế gian này trở nên một cái trò ô gây chê cười, ô một cái trò gở lạ cho cả thế giới. Ô ra sáng để khi ai nhắc đến nó là nhắc đến cái chuyện trò cười. Ô trong danh Jesus Shakada Badabunyuli Bersika, tôi đã phá tan nát cơ nghiệp của nó. Ô ra Shakada và cha tay hóa tài tất thảy những linh hồn ở trong cơ nghiệp của chúng trong danh Chúa Jesus Christ. Shakada cho đập tan thành chính ô nhà cầm quyền Ukraine, đập tan thành tất thảy các băng đảng ở trong quốc hội Ukraine, đập tan thành tất thảy oligarch, tất thảy cơ hội cho phú tài phiệt. Shakada tất thảy những kẻ oligarch đó, chúng con bắt hết linh hồn họ trong danh Jesus Christ. Shakada chúng con đập tan thành cả cơ chế của Putin, tổng thống Putin ô là những kẻ ô mà đã bật đèn xanh và nhúng tay vào trong việc hãm hại hội thánh cũng như Sulo Sunday. Shakada chúng đập tan thành ô cơ nghiệp của Putin, đập tan thành cơ nghiệp của quốc gia của nước Nga nữa chưa ạ. Shakada tất thảy cả ô con gái Babylon tại nước Nga chúng đập tan thành. Shakada Banduyuri Bresaka hủy diệt ô cơ nghiệp của Putin, hủy diệt cơ nghiệp của ô Shakada Banduyuri của tổng thống Nga Putin. Shakada của quốc hội Nga ô trong danh Jesus Shakada Barabibrisokru cho đập tan tành tất thảy các con rối bù nhìn ô ở Ukraine đã từng nhận đơn đặt hàng của Putin để hủy hoại ô thanh danh của Sulo Sunday. Shakada Barabibrisokru ô đập tan thành cơ nghiệp của họ ở trong đoàn tối cao, đập ở trong vị kiểm soát tối cao. Shakada và chúng đập tan tành, đập tan tành không còn một chút gì hết. Ô chúng dùng cây gậy sắt Joseph được ngài đập vỡ khắp chúng nó khác bình gồm Chúa ơi, trong danh Jesus Shakada Bamjurisukuru. Ô và phàm kẻ nào mà chống lại cha thượng đế chúng con, ô phàm kẻ nào mà chống lại ô cơ nghiệp của cha thượng đế chúng con trong Chúa đều bị đập tan thành như vậy, trong danh Chúa Jesus Shakada Bamjurisukuru. Ô là Bamjurisukuru, ô bởi vì chúng con là ô những con trai ô của con trai của cha mình Chúa ạ. Ô và lời Chúa nói rằng ô phước cho những người nào có những người con như thế, ô vì những đứa con ô trai ô buổi đăng thì như những mũi tên trong tay dõng sĩ. Ô và phước cho người nào ô có đầy các tên đó trong gùi tên của mình Chúa ạ, và người đó sẽ dạn dĩ, ô sẽ không có lo lắng gì khi nói năng với kẻ thù của mình ở nơi cửa thành. Ô vì vậy trong danh Jesus Christ, ô con, ô chúng con là những con trai thật của ông Chúa ạ. Ô chúng con những mũi tên sắc nhọn trong gùi tên ở trong bao tên của ông Chúa ạ, và ông sẽ dạn dĩ nói chuyện với kẻ thù của mình ở nơi cửa thành và nơi cửa thành sơ đây. Shakadabra chúng con nói điều đó, cho hủy phá tất thảy một sự kiện táo kiện tụng ô của ma quỷ con gái Babylon, ô đập tan tành mọi cơ nghiệp của nó, ô tất thảy những kẻ thù mà đến với chúng con, ô đã ra một đường thì bởi đó mà tán loạn chúng con bảy đường Chúa ạ. Trong danh Jesus Sakatron bắt và bắt chúng nó phải trả được gấp bảy lần những điều gì mà đã cướp của chúng con. Ô tất cả thời gian quý báu mà nó đã giam hãm mục sư Sunday ô ở Ukraine này, khiến ông không đi được khắp thế giới ô để giao truyền tin lành vương quốc của ngài Chúa ơi. Shakadababa, và không những thế, nó dùng điều đó ô để làm lừa dối thế gian, lừa dối hội thánh. Ô khi hội thánh sao thần cầm giả mạo, các hội thánh địa phương, các lãnh đạo địa phương ra vào thần cầm giả mạo, không phân biệt điều gì cả, chỉ có nghe thông tin của Babylon, sống ở bên dòng sông Babylon và nghe các vừa tin truyền thông bẩn thỉu của Babylon ô mà nói xấu nói hành ô và chống lại người sức giàu của ngài là Sulo Sunday Chúa ơi. Shakada và sao bậy của nó. Shakada bendibri shikante eduru kalabara but I shikanduru oro shikana bendibri jolo kore shikana bendibri jolo ola bendibri. Ô trong danh Chúa Jesus chúng ta cũng dẫn quân đến đập tan tành tất thảy các phương tiện truyền thông, đập tan tành tất thảy các ông chủ của cảng truyền thông, các cơ nghiệp về truyền thông của Babylon tập tan thành. Shakadabri vì những người ô các người là dòng sông Babylon, các người ô là những kẻ mà đưa ra những thông tin giả dối ô để làm lung động thế gian, các người đưa ra những thông tin giả dối ô ra Shakadabri các người đang thực hiện cái chức năng của tên tri giả và tất cả các tiên tri giả đều bị giết hết trong danh Chúa Jesus Christ. Shakata, chúng ta giết hết các tiên tri giả, ô tất thảy các tiên tri giả ở trong lĩnh vực truyền thông. Shakata đập tan tành và giết hết các tiên tri giả. Orasaka, chúng ta bắt hết tất thảy các con cái của người. Orasaka giết tất thảy con đầu lòng của các người. Shakata, tất thảy các con thuộc linh của các người. Orasaka là những
công ty truyền thông đó, những cái chương trình truyền thông dối trá đó, chúng ta tan tành trong danh Chúa Giêsu, Shakadamunduru, không sót lại chi hết, không sót lại chi hết, vì chúng ta đạo binh đặc nhiệm của Chúa Trời ngày sau cuối, và lời Chúa nói rồi, trước mặt chúng ta có ngọn lửa hừng, sau lưng chúng ta có ngọn lửa cháy thiêu, đất là như vườn, trước là như vườn Eden, sau khi chúng ta đi qua thì không có gì còn sót lại hết và không có gì trốn khỏi trước mặt chúng ta, ngọn lửa thiêu đốt từ trước và từ sau chúng ta đi đốt sạch tất cả cơ nghiệp của mày, hỡi Babylon, tất cả cơ nghiệp của mày trong media, trong phương tiện truyền thông, Urasaka, Chúa đập tan thành, đốt sạch, Shakara, không có chi khôn trốn vào chúng ta, mày có chui rủi đâu đó thì bị đốt sạch hết, Urasaka, vì lửa thiêu đốt như trời, đốt sạch tất cả cái nơi ẩn náu của mày, Shakara, Baram, Yudu, Sukara, Baram, Yudu, Sen, Trali, Kala, Baram, Yudu, Ensi, Kala, Baram, Yudu, Urasaka, Chiri, Kala, Baram, Yudu, tất cả, mày có ẩn náu ở các phương tiện truyền thông trong thời gian, cũng như mày ẩn náu ở trong các hãng truyền thông của Cơ Đốc nhân, thì chúng ta cũng đốt sạch hết trong danh Chúa Giêsu, Shakadabadabudru, mọi chương trình của mày đập tan thành, tất thảy những kẻ mà đứng đầu các chương trình đó chúng ta bắt hết trong danh Chúa Giêsu, chúng đòi linh hồn kẻ đó, Urasa, và đánh hạ đánh gục tất thảy các kẻ đó trong danh Chúa Giêsu, Urasakadabudru, để lời Chúa nói rằng hỡi Chúa Trời, kẻ là ham đổ ngụy, kẻ ham đổ huyết và người giả ngụy không sống nửa số ngày đã định cho mình, Đức Chúa Trời sẽ xô chúng xuống hầm diệt vong, vì vậy ta rút thời hạn của tất thảy các chức danh đó, ta rút thời hạn một cách chức bất thể các lãnh đạo các đơn vị truyền thông đó, và hủy hoại, hủy diệt, đốt sạch tất thảy các chương trình truyền thông giả dối đó trong danh Chúa Giêsu. Shakara và con gái Babylon, mày đã sử dụng nhà tù, mày đã sử dụng tất thảy các cơ quan công lực, hành pháp, tư pháp, lập pháp, để chống lại con cái Chúa Trời. Thì giờ đây, trong sự chiến thừa thắng này, chúng ta tiến lên và đốt sạch tất cả cơ nghiệp của mày. Chúng ta phá tan tất thảy các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của mày, tất thảy các cơ quan công lực của mày, tất thảy các bộ máy cai trị của mày, cho đập tan thành, chúng ta đập nát đấy, chúng ta nghiền nát, nghiền nát xe và ngựa của mày, nghiền nát các quan cai trị, các quan đề hình, nghiền nát kẻ chăn bầy nó, nghiền nát kẻ cày ruộng của đôi bò nó, Shaka, chúng ta nghiền nát tất thảy cả già trẻ, trai trẻ, lớn bé, to nhỏ, trai trẻ, cái đồng trinh, chúng ta nghiền nát xe ngựa của ngươi trong danh Chúa Giêsu, Shakada, và đốt sạch tất thảy xe ngựa của ngươi, đốt sạch Orababababab các chức vụ các ngươi trong danh Chúa Giêsu Christ, trong lửa thạch nộ trời ta, Orosakadababab Yurosokodababab Eltido Kodababasake Orababab, đặc biệt là kẻ chăn bầy nó, đặc biệt là tất thảy con gái Babylon, nấp ở song các giáo hội, tin lành cải chánh, tin lành kháng cách, tin lành công giáo, tin lành chính thống giáo, và các đất thầy, các giáo hội khác, mang danh Chúa Giêsu cho đốt sạch các ngươi, dù các ngươi trèo cao, chui sâu, ẩn nấp thế nào cho nữa thì chúng ta cũng đuổi theo và đốt sạch cho bằng được, đốt cháy tất thảy cả áo của ngươi, đốt cháy tất cả lưng thắt lưng dối trá của ngươi, đuổi các ngươi và khiến các ngươi lõa lồ, và đuổi các ngươi trở tay không, tất cả các lãnh đạo thuộc linh, làm việc công việc dối trá đó, tất cả những kẻ mà làm việc Đức Giê-hô-va cách dối trá, đáng rủa thay, và chúng ta đuổi các ngươi về, chúng ta lột trần áo của ngươi ra, và khiến không cho ngươi làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời nữa. Shaka, vì Chúa đã phán vậy rồi, dân ta bị diệt vì cơ thiếu sự thông biết, vì ngươi bỏ sự thông biết nên ta bỏ ngươi, đã không đặt ngươi làm thầy tế lễ cho ta nữa. Vì tất cả các thầy tế lễ này, đã bỏ sự thông biết là sự kính sợ Đức Chúa Trời, vì sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự thông biết, mà sự kính sợ Đức Chúa Trời là ghét mọi điều gian ác. Nhưng những thầy tế lễ này đã ưa thích điều gian ác, ưa thích nói hành, ưa thích nói xấu, ưa thích chống lại những người được sức giàu Đức Chúa Trời, ưa thích sự ghen ghét, ưa thích sự chăm sóc cái sự mà thời xác thịt tư dục của mình, lợi dụng tin lành để nuôi bụng của mình, đây thầy tế lễ không kính sợ Chúa Trời, tức là thầy tế lễ không ưa sự thông biết, nên vì thế mà lời Chúa nói rằng vì ngươi bỏ sự thông biết nên ta cũng bỏ ngươi, đã không lập ngươi làm thầy tế lễ cho ta nữa, vì vậy ta cách chức tất thảy các hồng y giáo chủ, cách chức tất thảy các cha đạo, tất cả giám mục giáo hoàng, ta cách chức tất thảy các linh mục, Rasakara, ta cách chức tất thảy các mục sư sứ đồ tiên tri thầy giáo tin lành giáo sư giả nào đó, Shakara Babrindiro
bỏ sự thông biết, ô mà liên kết với con cái Babylon, mà thông dâm với con cái Babylon, thông dâm con đại dâm phụ này, Shakarabata cách chức tất thảy các thầy tế đó, Shakarabalabunduyu, ô Rasa dù ngươi gọi trên cao, ô thì chúng ta đạo binh đặc nhiệm trên trời, chúng ta bắt hết, chúng ta bắt hết, ô Rasa Kavandiel lên chúng ta, ô được lệnh của trời vì những kẻ làm tham mạng lệnh Đức Trời rất mạnh, vậy chúng ta hủy phá tất thảy vệ sĩ các người, ô các thiên sứ đứng nghiêm chỗ, ô Rasa tất thảy các thiên sứ Rasa Kavandiel đứng nghiêm tất cả thiên sứ của ô của họ, ô tất cả thiên sứ của những mục sư, giáo sư, những lãnh đạo này đứng nguyên trong danh Giêsu Shakadababirosokodabibir. Ô vì chúng ta mang mạnh lệnh Đức Trời đến để bắt và trục xuất và cách chức tất thảy ô những người này. Ô Rasakadababirosokodabibir, thiên sứ của chúng ta hãy thi hành mạng lệnh. Ô lột áo sống, ô và đuổi về vườn. Ô đuổi về vườn các lãnh đạo thủ lĩnh này. Shakadab khiến họ không làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời nữa. Ô Rasata bắt họ trong cấm cung. Ô tương tự như cấm cung của hoàng hậu Vả Thi. Ô Rasa vì họ chỉ lo đến công việc của mình, lo cái bụng của mình mà không lo tưởng đến công việc của Đức Chúa Trời. Shakada họ chỉ lo đến thức độ ăn mana mà không lo đến ăn đồ ăn còn lại sự sống đời đời. Họ chỉ lo đến công việc của nhà mình, lo đến việc giáo hội của mình nhưng không lo đến công việc của Cha Thiên Thượng. Shakadi họ bị cách chức, bị cách chức và về cấm cung. Ô ra xa các giáo hội, ô các hội thánh địa phương, ô mà chỉ lo công việc đó thì bị cách chức như hoàng hậu Vả Thi trong danh thiên sứ Sakadabar hơn thiên sứ hơi hoạn quan. Hãy tìm ra những ECT, ô ra xa các hãy sức giàu ECT làm thánh ECT và đăng lại thay thế ô cho các hoàng hậu Vả Thi này trong danh thiên sứ Sakadabar Yudhubara Sekambiru. Ô ra Panabara chúng ta đặc biệt đặc nhiệm trời, chúng ta đến và mang án phạt, chúng ta mang đến án tử, chúng ta mang đến án sâu và cũng mang sự ban thưởng, sự sống cho những người tìm kiếm Chúa Trời, những người kính sợ Chúa Trời. Nhưng ECT, Shakadabadabiru và các Vả Thi thì bị bắt cấm cung. Orasaka và ăn năn nơi đó. Cho lúc nào ăn năn sẽ được giải phóng. Ô còn không chỉ ngồi trong cấm cung nó cả đời. Orasaka và đến ngày phán xét thì bị ném vào trong nơi tối tăm, nơi khóc lóc nghiến răng. Shakadabadabiru sokonababara entuali karabara saka vividuru kurabara saka namoru korosika ansakadabiru Ô cảm tạ ơn Chúa sự phán xét của Ngài, Chúa ạ. Ô vì sự ngợi khen Đức Chúa trong miệng chúng con, thanh gươm hai nước bén ở trong tay chúng con, đặng bao phủ các nước hành quan dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng chăng tức vị chúng nó để thi hành cho chúng sự án đã chép. Ô chúng con là các thánh của Ngài được vinh hiển đấy, Chúa ơi. Ô ra sa chi le ca nam ba da pa ra so ku di ca lam ba ra bu ru so ku sha ca da ba ru yu. Ô tất thảy các giám mục, tất thảy những cái vị lãnh đạo, ô mà ủng hộ cho các ô sự mà đồng tình liên ái, ô cách chức hết chúng nó trong danh Chúa Jesus Christ. Ô ra sakrababirosakanabarasikiluru, ô phá đổ tất thảy cơ nghiệp chúng nó, là đập tan tát nhà của tất thảy của các lãnh đạo thủ linh nào đó mà ủng hộ cho đồng tiên nước này, đập tan thành hết tất thảy ô cơ nghiệp họ ra sakrababirosak tất thảy các đạo luật họ mà ủng hộ họ và sự cầu nguyện gớm ghiếc họ, ô ủng hộ con gái Babylon trong các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp của các quốc gia, đập nát hết trong danh Jesus Christ, hủy hoại tất thảy ô các sách báo, hủy hoại tất thảy các material, các tư liệu, các tài liệu. Ô ra sakarababara nhiều luật, các dự án, ô các dự luật ô của chúng đốt sạch hết trong danh Chúa Giêsu, bắt bỏ tù hết tất thảy những kẻ mà viết ra dự luật này, ô tất cả các luật sư, ô tất cả các luật gia mà viết ra các dự luật này, bắt hết bỏ tù trong danh Giêsu. Sakara phá tan hết tất thảy nhà cửa cơ nghiệp của chúng trong danh Chúa Giêsu. Sakarabandru hóa tài hết tất thảy cơ nghiệp của chúng. Ô ra sakarababara ban phát lại cho người kính sợ Chúa Trời, ban phát tất cả áo lễ, ban phát lại áo làm chính trị, ban phát ô ra áo thầy tế lễ, ô ra ban phát áo cai người cai trị đó cho những người trẻ, cho những người ô ra yêu mến kính sợ Đức Trời như Esther vậy trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ban phát lại cho Joseph, ban phát lại cho Daniel. Shakadabara Eljuliko de Karabara Seka Eljuliko de Babara Seka. Hallelujah. Ô tạ ơn Chúa yêu, ô ra vì Chúa đã bị đặc nhiệm ngày ngày sai Chúa đi đâu Chúa đi đó, Chúa ơi. Ô giờ đây Chúa đã hoàn thành cái phần của chúng con rồi, ô Chúa con làm gì thêm nữa Chúa Thánh Linh ơi, ô hãy dâng cho con đi. Shakadabara Babara Seka Hallelujah. Ô tạ ơn Cha dấu yêu. Đây chúng con sốc lại áo sống của mình cho ạ. Chúng con thắt lại dây lịch lưng của mình cho ạ. Ô đã chuẩn bị tất cả khí giới của mình cho ạ. Ô để khai trình trước mặt Chúa Trời. Ô để phải khai trình trước mặt Ngài cho ạ. Về tất cả công việc chúng con làm, Chúa ơi. Ô đã ra Karabibu. Nguyện tất cả công việc chúng con làm là vì lòng
yêu thương Chúa. Ô ra sa ca vì lòng kính sợ Chúa Trời, vì sự căm ghét điều gian ác và yêu điều công bình Chúa ơi. Ô ra ba 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 sơn nguyện tất điều Chúa làm Chúa ạ, vì tình yêu đến tất cả từng con người Chúa ạ. Ô nhận thức ở mỗi con người là anh em chúng con, là tạo vật quý nhất của Ngài Chúa ạ. Ô có 102. Ô ra sa ra những người hưởng cơ nghiệp của Ngài Chúa ơi. Sa ca ba ba. Ô nguyện tất cả điều Chúa con làm Chúa ạ, trong sự nhận thức cao độ rằng Chúa bóc tách tất cả công việc ra khỏi ô cá nhân cá thể của những con người đó Chúa ơi. Ô Chúa bắt bỏ tù và cách chức tất cả những thầy tế đấy đó, ô trên tình yêu của Chúa ơi, Chúa ơi, ô như Ngài yêu họ thế nào, chúng con cũng yêu họ thế đấy, Chúa ạ. Chúng con gọi ân điển lớn của Ngài trên những người đang bị trong tù đó, Chúa ạ. Những hồng y giáo chủ, những giáo hoàng, những mục sư, những người đạo bị cách chức đó, Chúa ơi. Ô ra sa ca ra, chúng con gọi sự thương xót Ngài trên họ, Chúa ạ. Sa ca ra bơ bơ, ban cho họ một tấm lòng ăn năn đau đớn. Ô ra sa ca ra bơ bơ, và được hồi tỉnh lại, Chúa ơi. Ô được hồi tỉnh lại, Chúa ạ. Sa ca ra bơ 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 và bỏ lại những thương lòng họ Chúa, ô để họ ra bốc trái sự ăn năn Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, ô cho cảm tạ Ngài, ô vì đã nhận lời cầu nguyện chúng con rồi, Chúa thương họ, ô ở trong tay của Ngài, xin Chúa làm cho họ được hồi tỉnh lại, Chúa ở trong tù, ở trong nơi cấm cung của hoàng hậu Bạch Thi, xin Chúa làm họ hồi tỉnh lại, Chúa, họ nhớ lại tất cả điều gì mà Ngài làm cho đời sống họ Chúa ơi, ô và được nóng cháy lại cho Ngài, ô nguyện tình yêu ban đầu của Ngài được đốt lại trong lòng của họ, Cha, Sakadabiru, nguyện tất cả điều tốt lành Ngài khởi sự trong đời sống họ, Chúa. Thì Ngài có quyền làm chọn trong ngày Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của chúng con. Hallelujah. Sakadababriu. Endululu kalababrasa anjulu korasai chen enfa auru korasai kere burichi de barababa. Hallelujah. Ô chúng cảm tạ ơn Chúa vì sự làm sạch hội thánh của Ngài Chúa. Ngài đã dùng chúng con như thần công bình, thần thiêu đốt của Ngài Chúa ơi. Ô ra sẽ để thấy với con cái Sion. Ô ra sai cả là chúng tạ ơn Chúa. Ô vì chúng con như sứ giả của Ngài. Ô mà Ngài sai đến trong lời cầu nguyện này Chúa. Ô ra sai cả là để làm tẩy với con cái Sion. Ô ra sai cả là ban ơn Chúa. Chúng tạ ơn Chúa. Ô vì chúng con là búa và khí thế đánh chắc trong tay của Ngài. Chúng cảm tạ ơn Chúa vì chúng con là cái bừa nhọn mới có răng bén. Chúng con án các núi và nghiền các gò ta nhỏ cá mịn. Chúng con dê nó gió sẽ đổ đi, gió lốc xem ta lạc, nhưng chúng con vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đức Thánh Israel. Ô chúng con khoe mình vì chúng con nhận biết Ngài, chúng con khoe mình. Ô ô vì biết Ngài đứng thương xót, đứng thành tín. Ô ra sẵn đứng nhân từ, ô đứng yêu sự công bình Chúa. Hallelujah. Ô ra ba ba chúng con khoe mình điều đó. Khoe mình sự yêu đuối của mình Chúa. Ô để sự mạnh mẽ của mình của Ngài. Ô được bùng nổ chúng con Chúa trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Adabarasa chudurujuroso. Ô chúng con không khoe mình là chúng con đặc biệt. Chúng con không khoe mình chúng con người đặc biệt đâu Chúa. Nhưng chúng con khoe mình vì Ngài trong chúng con. Ô khabara khiến chúng con trở đặc đặc biệt trong Ngài. Shakadaba chúng con khoe mình. Ô vì có Ngài trong chúng con thôi. Hallelujah. Ô dababara vì chúng con là những kẻ làm theo mạng lệnh của Ngài. Ô và những kẻ làm theo mạng lệnh của Ngài thì rất mạnh. Chúa, hallelujah, ngợi khen Cha, ngợi khen Chúa. Shakada Barabujurus and Chaday and Fort Ukuri Chicken Barasaka. Theo dấu hiệu chúng con, ô Chúa đã thi hành điều đó, Chúa. Ô đã ra chúng con đã dùng gươm để diệt những kẻ đó. Ô dùng gươm của Ngài, Chúa, để diệt những kẻ đó. Ô đã ra Chúa ơi, Ngài nói rằng ai dùng gươm thì sẽ bị giết bởi gươm, Chúa. Ô thì nguyện gươm mà chúng con dùng đó, Chúa, chúng con cũng bị giết bởi gươm đó, Chúa, là gươm thánh linh, Chúa. Cái gươm đó nó cũng thấm vào dâu chúng con để chia cắt hồn linh cốt tủy, xem xét tất cả ý tưởng trong ý định trong lòng mình, Chúa. Ô và ngưỡng viên thánh linh đó giết chúng con, giết hết tất cả gì thuộc xác thịt trong chúng con, Chúa. Ô bởi vì những gì mà ô sự sống từ nơi Ngài thì không thể nào bị giết được, Chúa. Ô tất cả sự gì của chúng con từ Ngài ra, bởi Ngài ra, Chúa, thì không thể bị giết được. Shakalabang, trái lại thì ngưỡng thánh linh đó động vào thì sự sống nó lại càng tăng bội thêm bội phần, Chúa ơi. Ô da sakalabimdiyurparasachulebimdi. Ô nguyện chúng con cũng dò xét lời sống của chúng con, Chúa, để giết hết tất thảy tư dục xác thịt bẩn thỉu xấu xa, ô là mà nó còn sót lại trong đời sống chúng con, trong tư tưởng cảm xúc của chúng con. Ô rasakalajambiyurosokuro, nó bị giết sạch hết, Chúa, không còn chỗ nào, không còn trong lòng chúng con, không có chỗ nào để nó bấu víu, không có chỗ nào để nó động vào nữa, Chúa. Ô và nguyện gươm thánh linh đó luôn luôn, ô ra chém chúng con luôn luôn,
luôn 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 làm mềm chúng con chưa ạ, luôn luôn bọc chúng con ra, ô và làm mềm chúng con ra chưa ạ, ô khiến chúng con luôn trở lên tạo luôn luôn mới trong ngày chưa ơi, để được ngày dùng trong tất cả mọi sự chưa ạ, ô ngày dùng chúng con mềm mại, ô chúng linh hoạt chưa ạ, để ngày dùng chúng con trong tất cả mọi công việc chưa ạ, ô đa bao vây vây chúng linh hoạt, ô khi ngày dùng chúng con vào trong một cái bình hình vuông, hình chữ nhật, hình thang, hình con thoi, hình tròn, ô dài ngắn lớn nhỏ cao nhỏ thì chúng con vẫn cứ chui được vào chưa ạ. Ô vì chúng con linh hoạt chưa ạ, ô đa sa ca đa bê khi chúng con mềm mại như vậy thì chúng chỗ nào chúng con chui được vào chưa ơi, sa ca đa bê 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 chơi như thể nước đó có thể chảy được vào trong khắp mọi chỗ, như không khí đó chảy vào trong khắp mọi chỗ chưa ơi, thì chúng con linh hoạt, ô chúng con được mềm trong thánh linh của Chúa, bị thánh linh của Chúa làm chúng con được mềm mại chưa ạ, thì bất kể nơi nào ô đa sa chúng con cũng chui được vào sa ca, và không có gì trốn khỏi chúng con chưa ạ, như thể đã bị đặc nhiệm của Chúa đó, ô xông qua khí giới mà chẳng bỏ đường mình chưa ạ, xông qua tất cả các khí giới mà chẳng bỏ đường mình, vì chúng con linh hoạt, chúng con chui được vào trong tất cả mọi nơi ngóc ngách chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu để thực hiện được án phạt mà Ngài đã giao chúng con, ô thực hiện được cái nhiệm vụ, cái sứ mạng, cái mission mà Ngài ban cho chúng con chưa ạ, sa ca đa ba du so cô le ba bê, vì vậy Chúa ơi, ô chúng con dùng gươm thế linh nên chúng con cũng bị giết bởi gươm thánh linh chưa ạ, hallelujah, chúng con vui mừng vì lời đó của Ngài, ô gươm thánh linh của Ngài, ô luôn giết chúng con mỗi ngày chưa ạ, ô đã để sự sống ô của Đấng Christ ở trong chúng con, ô để chúng con mặc lấy hoàn toàn sự chết của Ngài chưa ạ, sự chết của Chúa Giêsu, ô và mặc lấy sự sống hoàn toàn của Chúa Đức Chúa Trời, hallelujah, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa Giêsu, sakadabat ansi enduru kura bara bara saka Angelica number believe vì chúng con là vũ khí công bình của Chúa, và tất cả điều gì chúng con làm cho người khác thì chúng con cũng nhận được chưa ạ? Ô chúng con làm ok sự phán xét đó vẫn trong sự yêu thương Chúa, trong sự thương xót Chúa. Vì vậy chúng con nhận sự thương xót cùng trên đời sống của mình, trên gia đình của mình, ô trên chức vụ của mình, trên dòng sống cơ nghiệp của mình. Trời ơi, ô chúng yêu Ngài, chúng yêu Ngài. Cha Giêsu ơi, giờ đây ô chúng con đã hoàn thành cái nhiệm vụ trong buổi sáng cầu nguyện này, trong buổi cầu nguyện này. Saka xin Chúa ban thưởng chúng con. Chúng con đang đứng lại và tụ tập cho Chúa, đứng trước mặt Chúa là quỳ dưới bệ chân của Cha để nhận sự ban thưởng chúc phước từ bên Cha. Ô đa sa ca, hãy ban phước chúng con một cách dư dật, hãy ban phước bổ sức chúng con lại thôi, ra thêm ô ra thêm năng lực, ra thêm quyền phép, ra thêm ô ân điển, ra thêm đức tin, ra thêm tất cả điều gì nơi Ngài cho chúng con cho ạ, để dẫn chúng con từ đức tin tới đức tin, từ ân điển tới ân điển cho ạ, từ vinh hiển đến vinh hiển khác, từ chiến thắng này đến chiến thắng khác cho ạ, để nâng cấp chúng con lên cho ạ, sa đến mỗi ngày ô qua tất cả lời cầu nguyện, qua sự chiến trận này chúng con được nâng cấp lên cho ạ, ô ra sa ca mỗi lần chúng con lại càng gần Ngài hơn, càng giống Ngài hơn Chúa ơi, ô đa ba ba như thế, ô cái hình ảnh mà Ngài đã cho chúng con biết Ngài trên cao, còn chúng con là hình chiếu Ngài dưới đất này, chưa ạ? Ô và ảnh hưởng của Ngài đến tất thảy các năm các lĩnh vực kia, năm cái cửa kia, chưa ạ? Ô là cái cạnh huyền của cái tam giác vuông đó, Sakalabazi. Ô khi chúng con càng kéo, càng gần Ngài hơn, càng gần Ngài hơn trong bản tính của Ngài, chưa ạ? Thì ảnh hưởng của chúng con đến tất cả các lĩnh vực kia nó càng lớn, chưa ơi? Sakalabazi như thể Ngài là ảnh hưởng đến nó vậy. Trong danh Chúa Giêsu, cho cảm tạ Chúa, xin Chúa nâng cấp chúng con lên. Chúng yêu Cha thật nhiều. Ô ra sa ca da ba bi so cô, nguyện sự sáng của Cha đầy dặt trên mặt chúng con chưa ạ? Ô nguyện ngày hôm nay, ô ra cả ngày và cả đời chúng con chưa ạ? Ô ra sa ca da phục vụ chúng con trong ân điển, trong sự hiệu quả nhất. Ô trong danh Chúa Cha chúng con được thiên linh chúng cầu nguyện. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm tạ Chúa. Sa ca da ba bi. Như vậy là anh chị em có thấy được một điều gì trong lúc cầu nguyện hôm nay không? Giờ nghe thiên sứ của mấy người làm việc sai trái không được giúp đỡ, ý là không được giúp hả, trong việc làm sai rồi, tức là mình là đặc nhiệm đấy, mình được gửi đi, em nhận được, như tôi nói đi, em cứ nói đi, dạ. em nhận được thấy Chúa làm cho mình mềm mại đó, linh hoạt đó, để mà bất cứ nơi nào Chúa gửi mình đi, mình cũng có thể là linh hoạt ở nơi đó được, những cái nơi ngóc ngách nào được. Thì tự nhiên em thấy là không phải là mình đến những nơi ngóc ngách, nhưng mà cái chỗ của mình là nơi ngóc ngách đó, người ta lại tới nơi ngóc ngách như mình, nhưng mà có cái sự sinh linh hoạt của Chúa, sự mềm mại của Chúa, quyền năng của Chúa ở trong mình như vậy, để thi hành những cái công việc của Ngài. Tắt tiếng rồi.
Ủa, Hương tắt tiếng hay là ai ta? Hương, anh chị em có nghe em không? Anh chị em nói đi. Nghe thế. Và các chị em, các anh em nhận sự bày tỏ nào trong lúc cầu nguyện vừa rồi? Vậy em nói. Có nghe rõ chị Hương nói mà. Dạ, em cũng nhận mấy anh chị em khác đi. Các chị em khác là thế nào? Anh Trung, chị Chi, Hiến, chị bé. Bên này phá hủy những nhà lãnh đạo mà sai trái như Babylon, giáo hoàng, giám mục. Thế thì phá hủy hết những cái sự mà dạy dỗ của Babylon. Đã ơn Chúa. Con thấy cái đoạn có nghe thấy không nhỉ? Có nghe rõ mà Hiến. Bây giờ nghe rõ mà Hiến nói đi. Vâng, cái đoạn gươm thánh linh nhé, đó là cái đoạn đấy, là cái đoạn mà sao kiểu đoạn Chúa Giêsu lúc mà nói ai dùng gươm thì chết từ gươm nhé. Amen. Đấy, từ đấy là được giải nghĩa ra rất là sắc bén và cụ thể luôn, để là người ta lúc người ta không hiểu cái câu đấy nên là người ta quên mất cái chính trị và cái gì trên đất nước Việt Nam mình. Nhiều người những cái người mục sư giảng trước kia, con nghe thấy mục sư nào đó giảng về cái điều đó nên là họ sợ cái chính trị về những cái câu đấy. Cứ cho là chính trị là nó liên quan đến điều ác, nhưng mà không biết rằng chính trị là cái câu đấy được giải nghĩa hôm nay rất là xuất sắc của Chúa. Cảm ơn Chúa. Em nhận được cái câu đấy. Em bảo thì ra là mỗi ngày tại sao mà mình đọc lời Chúa mà Chúa cho mình nhìn thấy được cái sự sai chật, đó là mình chết vì gươm đó. Tại lời Ngài là lời Ngài là gươm mà, thì mình càng ngồi mình ăn thì cái gươm của Ngài đâm thấu vô mình đó, tâm với linh, cốt với tủy, đó là lời là gươm là đang đâm mình đó, đâm thấu đó, để mà Ngài tôi luyện, Ngài biến đổi mình được giống Ngài là nhờ gươm của Ngài đó. Amen. Tức là mình dùng gươm và gươm thánh linh chứ không phải là gươm của thế gian, đúng không? Gươm thánh linh đó, dạ, bằng lời của Ngài đó, dạ, lời của Ngài đâm vào mình đó, để mà mình tôi luyện mình đó. Dạ. Thông thường người ta dùng cái từ mà ai dùng gươm chết phải gươm đấy, thì người ta cứ nghĩ là dùng mang ý nghĩa tiêu cực, đúng không ạ? Thường là như vậy. Ý nghĩa bị hủy diệt, bị giết nhiều hơn. Nhưng mà Chúa chỉ chúng ta là ý nghĩa tích cực, là gươm thánh linh. Thì lời Chúa nói rằng là gươm thánh linh là lời Chúa Trời mà chúng ta cần chết ngay mà. Đấy. Thông thường người ta sợ chết. Đấy. Người ta sợ chết, người ta sợ bị gươm. Và chúng ta cần gươm thánh linh. Cái gươm thế gian thì chúng ta không cần đến nó. Chúng ta cần đến gươm thánh linh để giết. Tại chúng ta cũng dùng gươm thánh linh để mà sửa phạt mà. Chúng ta có dùng gươm thế gian đâu. Amen. Kể cả khi mà chúng ta được Chúa dẫn đến đâu đó để diệt phá đổ chỗ nào đấy, thì chúng ta vẫn diệt trong tình yêu thương mà như Chúa đấy, bằng gươm thánh linh, bằng sự thương tác của Chúa, không phải để ghét con người ở đó mà vẫn yêu người đó, nhưng diệt tất cả các chế độ đó, diệt tất cả các thể chế, diệt được cơ chế của nó thôi, nhưng mà vẫn móc linh hồn của họ ra. Dùng gươm Chúa để móc linh hồn mà gươm của Chúa có cái tác động đấy, là lời Chúa đấy, như gươm hai lưỡi đấy, thấu vào như chia cắt hồn linh cốt tủy đấy, tức là tách ra đâu là thần linh, đâu là linh hồn, đâu là thân thể. Đấy. Lời Chúa đấy tách ra thế, nên là chính vì chúng ta đi trong đạo viên đăng nghiệm này thì chúng ta dùng gươm thánh linh lời Chúa đấy, thì chúng ta đập chỗ nào thuộc về xác thịt nhá. Đấy. Chỗ nào là linh, chỗ nào thần linh của ma quỷ đấy, thần linh Babylon đấy. Chỗ nào linh hồn, để bắt đến linh hồn. Bắt linh hồn, xong rồi khiến họ được sinh lại trong thánh linh của Chúa. Thì linh hồn được cứu. Tức là khi mà chúng ta bất kể cái người mà chưa tin Chúa đấy, thì họ có ba phần vẫn như chúng ta đấy, thần linh, linh hồn và thể xác, đúng không ạ?
Nhưng cái thần linh của họ là thần linh của Babylon. Thần linh đấy, thần linh không phải là thần linh sinh lại bởi Đức Thánh Linh. Anh em hình dung ra chưa? Yeah. Vì thế mà linh hồn họ không được cứu. Bởi vì cái thần linh đấy là vẫn chưa được sinh lại mà. Đó. Không có cơ hội được cứu. Đúng hơn. Thì tất nhiên thể xác thì giống nhau rồi. Chúng ta nói biết rồi. Mọi người thể xác cái được cứu hay không được cứu thì giống nhau. Đúng. Chỉ có người được cứu thì có cơ hội được chữa lành là gì gì đấy. Có được nhiều lời hứa nào đó của Chúa thôi. Và khi chúng ta đánh đập đấy thì chúng ta tách hồn linh có tủy nhá. Tức là tách linh thần linh này, chúng ta đập cái thần linh mà chưa được cứu đấy là của Babylon. Xong chúng ta giành cái linh hồn của người ấy về. Sau chúng ta gọi thần của Chúa vào. Thần của Chúa đấy, nó ban sự ăn năn đấy để mà nó sinh lại đấy thì cái linh hồn đấy sẽ được cứu. Amen. Cái cứu nó được cứu ở mức độ đầu tiên cũng như mới tiếp nhận Chúa đấy, tất nhiên để phải hoàn thành sự cứu chuộc tiếp. Ta phải làm chọn sự cứu chuộc, tức là như chúng ta đấy cũng phải đổi mới cả tâm trí, đổi mới cả thể cả cảm giác rồi cả ý chí của mình nữa. Thì cũng phải lớn, nhưng bắt đầu cái giai đoạn được cứu, giai đoạn cứu chuộc, được cứu phải bắt đầu. Nên vì thế anh chị em để ý đấy, trong cái cầu nguyện đấy chúng ta vẫn cầu nguyện là đòi linh hồn đấy chứ, có để ý không anh em? Có để ý không? Yeah. Chúng ta đập cái thần linh đấy. Đặt cái thần linh thương xót đấy. Đấy. Nên vì thế mà chúng ta đang làm sự thương xót của Chúa ấy chứ. Yeah. Vì Chúa nói là người được cả thế gian nhưng mất linh hồn không thì cứu được mà. Và Chúa đến để cứu linh hồn mọi người mà. Đúng không? Yeah. Chúa sẽ để cứu chuộc linh hồn của mọi người. Đấy, vì thế mà mình phải giành cái linh hồn đấy. Mình có đánh đập các linh ấy thôi, như các tà linh, các thần linh của Babylon đó thôi, nhưng mà mình lấy cái linh hồn đấy về. Đấy, như vậy là mình làm trong sự thương xót của Chúa rồi. Yeah. Đấy, và chính thế mà khi mình đập phá cái thứ đấy thì bề ngoài có vẻ nghe hung tợn lắm, đúng không? Bề ngoài nghe có thể là dữ dội, đúng không? Thế nhưng mà là sự thương xót của Chúa đấy. Đấy, chúng ta đang đập để lấy cái linh hồn ra mà. Yeah. Chứ không phải đập chết cả linh hồn. Nó khác nhá. Nó khác những cái kẻ mà những cái người thậm chí là kẻ con cái Chúa đấy, khi mà đập phá hủy diệt ai đấy, hủy diệt cái gì đấy thì họ đập luôn cả linh hồn luôn. Đập hết luôn, họ không phân biệt cái gì cả. Mà chúng ta đập một cái lọ ở đấy thì chúng ta lấy cái điều quý ở trong đó ra để lôi ra, thế thôi. Chúng ta đập vỡ các thứ xung quanh thôi, nhưng mà lấy cái phần lõi mà Chúa muốn để dâng lại về cho Chúa. Anh em có hiểu ý không? Đấy, nên là chúng ta cần có sự thông hiểu này nhá, để mỗi lần cầu nguyện cho ai đấy là chúng ta hiểu điều đó, nên điều đó làm chúng ta mạnh sức, anh chị ạ. Nó trong sự thông hiểu, vì làm chúng ta trong sự thông hiểu mà nên thành quyền năng, đức tin nó đến, sự thông hiểu đến, là sự sáng mà. Nó mang lẽ thật đến thì mang sự giải phóng đến cho chính bản thân mình, để mình nhận thức được cái điều mình làm đều tốt đẹp cả, và nó mang cả sự giải phóng đến cho cả cái đối tượng mà chúng ta cầu nguyện nữa, vì chúng ta làm trong đức tin. Đức tin thông thái đấy, đức tin gọi là thông hiểu đấy. Để nói về gươm rồi, hôm nay là chúng ta đang cầu nguyện thì chúng ta tôi thấy là đúng là mình là như đính đặc nhiệm đấy, cũng như là trong một thí dụ anh em xem bộ phim hay trong thực tế cũng vậy thôi. Ví dụ một chính phủ họ sai đính đặc nhiệm đến đột nhập vào các cơ quan đầu não của kẻ thù, đúng không, để bắt đấy. Anh em hình dung ra không? Alo. Dạ có. Để bắt các tướng tá, bắt các sĩ quan đồ não của kẻ thù đấy, đấy. Và vô hiệu hóa tất cả các vệ sĩ của những cái kẻ đấy. Thì hôm nay chẳng hạn, ví dụ như Chúa Trời đưa chúng ta, đạo binh của Chúa đấy, đi vào để bắt các lãnh đạo của các hội thánh, lãnh đạo các giáo hội. Thì các lãnh đạo đó, họ đều có những vệ sĩ nào đó, anh chị em ạ. Những vệ sĩ nào đó có thể là những người cầu thay, vệ sĩ đó có thể là các thiên sứ đấy, họ đang làm gì đó. Vệ sĩ đó thậm chí có cả các ác quỷ nữa, các tà thần nữa. Đấy, thì mình vô hiệu hóa những cái vệ sĩ đó thì mình đột nhập được vào. Yeah. Đúng không? Tôi kẻ mạnh sức giữ nhà đấy. Là vệ sĩ đấy. Đấy, phải đập cái hội đấy đã. Thì mới vào được. Thì mới bắt được. Vào trong đó. Thì chúng ta vô hiệu hóa. Ví dụ như một số thiên sứ của Chúa mà được gửi đến từ hồi những bất kể ai có thiên sứ của Chúa mà để giúp người đấy, thì chúng ta vô hiệu hóa họ, bảo họ dừng lại, vì chúng ta mang lệnh của Đức Chúa Trời, mà họ là thiên sứ của Chúa mà, nên họ phải tuân lệnh
của Đức Chúa Trời thôi. Anh em hiểu không ạ? Mình lấy thẩm quyền. Ví dụ như là anh em hình dung thế này nhá. Có những cái đơn vị nhá, thí dụ như là họ có vệ, họ là quân đội nhá. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta đặc nhiệm này thì chúng ta lại có cái thẩm quyền cao hơn. Nên mà thí dụ như khi bắt, thí dụ thế này, đơn giản thế này cho anh em hình dung này. Thí dụ có ông quan tòa này, ông có đính bảo vệ nhá. Đúng không? Thế về một trong chính phủ đấy có cái quyết định là bắt ông quan tòa đó, thì khi bắt ông quan tòa đó thì phải đi qua cái hàng lính bảo vệ, đúng không? Mà lính bảo vệ đấy cũng là pháp cả, cũng của chính phủ, đúng không ạ? Bảo vệ ông quan tòa mà lính hợp pháp, cái lính bảo vệ vẫn là vệ sĩ đấy, vẫn là lính hợp pháp của chính phủ. Thế thì nếu mà không cẩn thận đấy thì hai bên bên lính đặc nhiệm để mang cái lệnh bắt ông quan tòa đấy với chính phủ đấy có thể bắn nhau, đúng không? Thế nhưng mà cái đơn vị mà đến bắt đấy ra cái lệnh mang cái giấy là bắt quan tòa đấy, để cho lính chính phủ nhìn thấy, cái lính nhìn thấy thì họ cũng phải đồng ý thôi, họ hiểu rồi, thế họ tức là ra lệnh cho họ đấy để họ phải giao nộp lại, không được manh động, không được bảo vệ ông quan tòa nữa, bây giờ có cái lệnh cao hơn để bắt ông quan tòa rồi. Anh em hình dung ra chưa? Yeah. Đấy, tương tự như vậy thôi. Thì chúng ta lệnh từ trời, từ cha thiên thượng đến, và chúng ta ra lệnh cho vệ sĩ là các thiên sứ của họ đấy, là không được giúp họ đến lúc này nữa, bởi vì họ đã phạm tội và có luật cao hơn để bắt họ, bắt linh hồn họ về. Thế thôi. Và chúng ta vệ hộ vô cái gì gọi là vô hiệu hóa vệ sĩ là các thiên sứ đấy. Thì trong lúc cầu nguyện chúng ta ra lệnh các thiên sứ đấy là họ dừng lại đấy, stop đấy. Còn những cái kẻ mà cầu nguyện cầu thay đấy cũng là vệ sĩ đấy anh chị em ạ, thì chúng ta vô hiệu hóa hết, chúng ta hủy phá hết những kẻ cầu thay mà cầu sai đấy, thì không phải vệ sĩ, không phải thiên sứ của Chúa, mà thiên sứ của Chúa thì đặc biệt họ có sự vâng lời. Thế còn những kẻ cầu thay mà cầu sai, chúng đập tan hết tất cả những lời cầu nguyện đó, thậm chí là những con quỷ khác, tại vì những cái người mà họ lầm lạc đấy thì họ cũng có vệ sĩ là các con quỷ nữa anh chị em ạ, thì chúng ta đập tan nát hết chúng nó luôn. Còn riêng vệ sĩ là thiên sứ của Đức Chúa Trời đấy, thì chúng ta ra lệnh là đứng yên, không nhúc nhích, không có động tay vào chuyện này, vì có chúng ta mang cái sắc lệnh mạnh hơn, một cái quyền lực mạnh hơn để vô hiệu hóa tất cả cái quyền lực còn lại đấy, và chúng ta đi vào và bắt sống lãnh đạo thủ lĩnh, đập tan hết các thứ, lột áo, lột chuồng áo của họ, đuổi họ về và bắt họ vào cấm cung như hoàng hậu bản thi đấy. Con giải nghĩa như vậy được không ạ? Đợi chút mình nói xong đã. Hiến đợi một chút đã, mình nói xong đã. Thế và để chúng ta vào được khắp mọi nơi đấy thì chúng ta phải mềm mại, và như chúng ta nói là gươm thánh linh của Chúa đấy, băm chúng ta mỗi ngày đấy. Để chúng ta mềm trong tay của Chúa, để chúng ta luôn luôn là linh hoạt. Nó linh hoạt như vậy thì chúng ta chui vào trong tất cả mọi nơi, đúng không ạ? Chúa đã vào được. Như là trong cầu nguyện đấy, cái khối hình chữ nhật chúng ta chui được vào, cái ngóc ngách nào, lỗ nào cũng chui được vào hết. Còn nếu mà chúng ta cứng đấy thì không chui rồi. Anh em đã từng xếp cái đồ gì đấy vào trong cái hộp chưa? Yeah. Đấy, nếu mà nó cứng đấy, nó lèo khèo đấy, không qua nổi, đúng không ạ? Nó không chọc, không nhét được vào. Nhưng khi nó mềm đấy thì lại qua được, chui được hết. Như là nước chẳng, anh chị em đổ vào hay không khí anh thổi vào thì nó lại vào được hết. Chỗ nào cũng nó vào được. Thì chúng ta mềm mại như không khí của Chúa đấy, như là thánh linh của Chúa, là thần, thì chúng ta mềm mại thì chỗ nào chúng ta cũng chui được vào đấy, và chính chui được vào như vậy chúng ta đột nhập được khắp mọi nơi, bắt được tất cả mọi thứ với cái thẩm quyền mà chúng ta nhận thức được trong thần của Chúa nữa, để ra lệnh các thiên sứ vô hiệu hóa tất cả vệ sĩ đấy. Và làm thiển nhiên chúng ta làm cho được thương xót đấy thì mới được có quyền, vì sự thương xót thắng sự phán xét mà. Amen. Nên tức là chúng ta được quyền phán xét nếu chúng ta có sự thương xót, tức là sự thương xót, Kinh Thánh nói là sự thương xót thắng sự phán xét, tức là sự thương xót ấy nó mạnh hơn sự phán xét, tức là nếu chúng ta đi trong sự thương xót thì chúng ta mới có quyền phán xét. Amen. Vì thế hội thánh chúng ta mang tên là sự thương xót đối với Chúa Trời mà, nên cái tên đấy nó nói về bản tính của mình đấy anh chị em ạ. Khi Chúa đặt tên cho chúng ta là sự thương xót của Chúa đấy,
Nó không đơn giản là chúng ta nghe cái tên sự thương xót của Chúa chúng ta cảm thấy là yếu đuối đâu. Đấy, khi mà bình thường cái người nào mà nghe sự thương xót thì nghe có vẻ yếu đuối, đúng không ạ? Đúng không anh em? Họ không hiểu sự thương xót đấy. Thì họ nghe sự thương xót, họ tưởng ôi yếu đuối, họ tưởng ôi rất là tội nghiệp người lắm, tội nghiệp cái hội thánh này mang tên sự thương xót của Chúa, ôi cái hội thánh này chắc là toàn cái hội tội nghiệp thôi. Đúng không? Nghe có vẻ như là yếu đuối. Hội nghe, tội nghiệp. Người mà không hiểu sự thương xót nghe rất là yếu đuối. Họ phải tên phải là gì? Tên phải lời đức tin. Nó là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Phải là Sion vinh hiển hay cái gì đi. Hay là Thánh Linh quyền năng. Gì đi. Hội thánh phải tên to to thôi chứ. Hội thánh mang tên là sự thương xót. Thế mà yếu đuối thế. Nhưng họ vì họ không hiểu bản chất sự thương xót. Thứ nhất, sự thương xót đấy là đỉnh cao từ yêu thương. Đấy. Thứ hai nữa, Kinh Thánh nói rõ là sự thương xót thắng sự phán xét. Thấy chưa? Nên sự phán xét là đã phán xét phải có quyền, đúng không? Phải có năng lực, phải có thẩm quyền mới phán xét được. Phải có sự khôn ngoan nào đó mới phán xét được. Thế mà sự thương xót còn thắng cả sự phán xét mà. Ồ, tức là to hơn sự phán xét. Anh chị em thấy chưa? Tuyệt vời không? Được rồi không anh chị em? Nên anh chị em phải là hãnh diện vì mình mang tên sự thương xót của Chúa nhá. Chứ không phải là sự mà ôi sợ yếu đuối thế, thương xót, ôi sợ bọn này nó yếu đuối lắm, nó trông nó tội nghiệp quá nên nó mang tên sự thương xót. Chứ phải bạn thế trong Công giáo là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xin. Thì họ đi cứ tưởng là yếu đuối, tội nghiệp đúng không? Đau khổ. Đau khổ. Vâng, họ tưởng là sự đau khổ, họ tưởng là yếu đuối, họ tưởng đấy là tiêu cực. Nhưng mà không phải, đây là điều cực kỳ tích cực. Tại vì chính sự thương xót mà chúng ta khoe mình trong sự yếu đuối của mình, thì là thành ra sức mạnh của Chúa mới là nổi trội lên mà. Còn người khác thì họ cứ khoe mình trong sức mạnh cơ. Ô, hội thánh quyền năng, ô, ân điển, sức giàu, ô, năng quyền, thẩm quyền. Đấy. Ai cũng kêu thế cả. Họ muốn thế cả. Mà chúng ta sự thương xót, tuyệt vời thật. Chúa cho chúng ta hiểu cái điều đó. Để nghe bề ngoài thì có vẻ rất yếu, nhưng chính đấy là sự khoe mình đấy anh chị em ạ. Khoe sự yếu đuối. Cái tên của chúng ta, vâng, cái tên của chúng ta nghe có vẻ yếu đuối, đúng không ạ? Sự thương xót của Thiên Chúa. Anh em nghe thì có thấy hơi bề ngoài mới đầu nghe có vẻ hơi yếu đuối đúng không? Đau khổ yếu đuối. Đúng không? Không phải thầy giáo nó bị kẹt là như vậy nè, giống như là tụi em ở trong nơi đó tụi em bị giống gọi là tẩy não, cứ mà cầm cuốn Kinh Thánh á, coi chừng tin lành đấy nhá, mà trong cái mình không có cái sự thông sáng thông hiểu đó. Giống như bây giờ hôm nay mình cầu nguyện, thời gian đã cầu nguyện, hôm nay mình phải có cái sự thông hiểu, nếu không có sự thông hiểu là Chúa cũng cắt đứt cái chức thầy tế lễ của mình mà không cho làm thầy tế lễ nữa. Nhưng ở đây giống như tụi em bị nghe cái chữ tin lành, là bản chất của tin lành là tin tốt lành, nhưng mà tại sao chữ tin lành đã thành tin dữ? Hay vậy, tự nhiên sợ. Thành thử ra cái tẩy não đó là tụi em đã bị nó nằm hàn sâu rồi. Rồi trong cái nơi trốn tụi em ở nơi đó lại có một cái loại cái kinh đó mà bây giờ hiện nay cả hầu như gần như là người Công giáo hùa vô, muốn bây giờ là tăng dần hơn cả kinh Kính Mừng rồi, nó ngang hơn rồi, là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin thương xót con và toàn thế giới. Thành thử ra trận cuối cùng này là họ đánh vào cái lòng thương xót mà cứ là như vậy thôi, nằm lê thê lết thết ra nằm để mà xin nhắm cái mắt. Lòng thương xót của Ngài đó nhắm mắt vô cứ là xin thương xót chúng con và toàn thế giới, mà thực ra tụi em lại bị cái hình ảnh đó, không thấy đâu cái sự sống lại. Như hôm nay khi mà mình làm cái gì á, mình hành động điều gì, mình cái giống như những cái bài dạy của thầy giáo là phải biết cái sự cốt lõi, cái bản chất thì khi như vậy mình biết được cái bản chất, mình nắm được cái sự mà nhận biết của Chúa cho mình cái sự thông sáng đó thì mình làm đó. Mình quyết định nó rất là mình đã nắm ở trong tay rồi, cho dù người ngoài người ta nói nghe có vẻ yếu ớt nhưng mà mình biết cái gì ở trong Chúa, mình không yếu, mà nếu có yếu thì là Chúa mạnh thôi.
Thì đó là cái mà em mới thấy được là cái lòng thương xót qua cái thời gian vừa qua, là Chúa cho mình qua một cái quá trình để mà biến đổi, có cái bản tính giống Ngài đó, tính cách giống Ngài đó. Đó là sự thanh khiết của Ngài nè, lòng thương xót của Ngài nè, rồi tình yêu của Ngài, sự công bình của Ngài, bắt đầu nó đang ăn vô trong con người của mình, thì mình mới thấy rõ được cái bản chất của lòng thương xót là bản chất của tính của Ngài, tính tình của Ngài, chứ nó không còn phải là cái kiểu mà lòng thương xót của giáo hội dạy nữa. Rồi bây giờ tin mừng mà tin lành, tụi em đang đó là một cái tin tốt lành, nhưng mà tại vì mình bị ảm lâu ngày đó, thì đó tụi em chỉ nói vậy thôi. Chứ hồi xưa em nghe vì kinh lòng thương xót đó, là em cũng chạy luôn. Em bảo ôi, lòng thương xót mà la liệt, mua từ cái vé ở ngoài Bắc đi vô trong Nam, ở Sài Gòn có ông cha chuyên đặt tay để mà lòng thương xót, mà qua đến mà không biết là có được chữa lành hay không, mà tốn biết bao nhiêu tiền, vô năm ăn dề ở nơi đó. Cuối cùng là ở Sài Gòn là Cha Long đó là năm cách đây là năm 2019 là Chúa giải tán luôn đó. Cả 100.000 người biết bao nhiêu khắp các nơi, từ bên Mỹ, bên Úc Châu này kia, Việt Nam là đổ về đó hết đó. À, có cha gì để rút xuê Đình Long đúng không ạ? Đúng, dạ, vâng, Trần Đình Long đó. Trần Đình Long. Cái gì đấy cũng thấy nổi tiếng. Và... Vâng, rồi sau là giải tán luôn đó. Chú giải tán cái phần đó luôn đó. Chào mọi người. Nhìn thấy con, vậy. Con được bây giờ ở dân phố kêu xuống nhận quà. Nhận được đài dòng chiếu cho mọi người xem. Cảm ơn Chúa.